Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 85. Cuộc chiến đấu này, trước mắt chỉ bất quá mới vừa mở màn mà thôi. Diệp Thần, người ngàn binh bảo, có thể hay không dẫn chúng ta xông ra? Lúc này, một người đứng đầu thần quân mở miệng. Bọn họ nhưng mà gặp qua, Diệp Thần ngàn binh bảo uy lực. Chung quanh võ giả nhìn Diệp Thần, bên trong đôi mắt lóe lên ánh sáng. Bây giờ nếu nói là nhất có cơ hội chạy khỏi nơi này, chỉ có Diệp Thần có thể làm cho bọn họ rời đi. Diệp Thần nhẹ lắc đầu một cái, nếu là có thể lợi dụng ngàn binh bạo rời đi, hắn còn sẽ ở lại chỗ này. Ngàn binh bạo cũng không phải vạn năng, cần phải tiêu hao hắn thần hồn lực. Trước mắt yêu thú đại quân có nhiều ít căn bản không rõ ràng, một khi thần hồn lực dùng xong, đến lúc đó Diệp Thần chính là một cái đợi giết dê con. Thấy Diệp Thần lắc đầu, mọi người sáng ngời ánh mắt, đổi được ảm đạm xuống. Đây hoàn toàn chính là một chàng không thấy được hy vọng chiến đấu. Thị huyết ma quân, người hẳn biết, một khi phá vỡ phong ấn hậu quả là cái gì. Lúc này xích diễm hỏa kỳ lân đứng trên mặt đất gầm thét một tiếng. Ha ha ha, hậu quả, ta khởi sẽ quan tâm. Thị huyết ma quân giữ tợn cười một tiếng, một cái bàn tay hóa thành ngập trời huyết khí, tát qua một cái. Oanh! Xích diễm hỏa kỳ lân vốn là người bị thương nặng, căn bản không biện pháp ngăn cản. Một tát này đi xuống, để cho nó thân thể, vết thương chồng chất, đừng nói chiến đấu, sợ rằng liền khí lực nói chuyện cũng không có. Lương Tuyết Nguyệt bộc phát ra kinh khủng độc tố, để cho chung quanh yêu thú một khi tới đây, lập tức bị độc tố ăn mòn. Còn như Kỳ Lâm, Diệp Thần căn bản không có để cho nàng chiến đấu, tiên thiên độc thể tuyệt đối không thể bại lộ. Thị huyết ma quân, các ngươi lòng muông dạ thú. Lúc này, một đạo thanh âm cứng ngắc truyền tới, một con thanh nghiêu đứng ở hư không bên trong. Thanh nghiêu thân thể cao lớn, trên mình quấn vòng quanh một con rắn. Thiên mãng thanh nghiêu, tạo hóa cảnh ba tầng thiên thiên mãng thanh nghiêu, cũng là yêu thánh bí cảnh bên trong mạnh nhất người bảo vệ. Làm mọi người thấy thiên man thanh nghiêu một khắc kia, dấy lên lửa hy vọng, tạo hóa cảnh ba tầng thiên cường giả, đã có thể thay đổi hết thảy. Người đầu này bỏ chết. Rốt cuộc bỏ ra được. U thi ma quân thanh âm khàn khàn mở miệng, liên quan tới thiên man thanh nghiêu, bọn họ đã sớm biết. Diệp Thần trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nếu u thi ma quân bọn họ biết thiên man thanh nghiêu tồn tại, còn dám ra tay, nhất định là có biện pháp ứng đối. Nếu không vậy sẽ không chọn bùng nổ chiến tranh. Ban đầu chủ nhân trấn áp các ngươi, hy vọng các ngươi có thể rõ ràng, phong ấn không thể mở, hy vọng các ngươi hối cải. Ai biết các ngươi từ bỏ ý định không thay đổi. Thiên man thanh nghiêu thanh âm lạnh lùng mở miệng. Thị huyết ma quân cười lạnh một tiếng, cũng không có nói nhiều, hiện đang nói gì đều là nói nhảm. Chỉ có người thắng mới có thể quyết định hết thảy. Quỷ minh ma quân, người cái lão ra xong chưa? Lúc này u thi ma quân mở miệng, ở hư không bên trong một bóng người hiển hiện ra. Tốt lắm, cũng sớm đã tốt lắm, liền cùng đầu này bỏ chết hiện thân. Quỷ minh ma quân trên mình quấn vòng quanh quỷ khí, cầm ra một quả lệnh bài, trực tiếp bóp vỡ. Ông. Lúc này, cung điện mặt đất truyền tới ông tiếng vang. Xác xác. Cung điện mặt đất, không ngừng phá vỡ xuất hiện từng đạo màu xanh đậm trận văn. Trận pháp. Diệp Thần thấy dưới chân màu xanh đậm trận văn, cả người nhướng mày một cái. Quỷ minh ma quân lúc nào bố trí trận pháp hắn không biết. Có thể lặng yên không tiếng động bố trí ra trận pháp. Hắn ở trận đạo phía trên thiên phú, tuyệt đối là một đại tông sư cấp bậc. Quỷ linh u hồn trận, đặc biệt là người đầu này bỏ chết chuẩn bị. Quỷ minh ma quân phát ra xấu xa tiếng cười, hết thảy các thứ này bọn họ cũng sớm đã có chút dự mưu, vì chờ đợi ngày này, đã hao phí quá lâu thời gian. À, lúc này, một người hợp đạo cảnh tầng 6 thiên cường giả, đột nhiên bộc phát ra một tiếng hét thảm. Một đạo hư ảo quỷ ảnh, một cánh tay xuyên thấu hắn thân thể, cầm hắn đúng trái tim. Quỷ ảnh không chỗ nào không có mặt, vốn là chật vật thế cục, đổi được hơn nữa khó khăn. Bây giờ phải làm gì? Bọn họ trong nội tâm một hồi mê mang, tiếp tục như vậy, tử vong chỉ bất quá chuyện sớm hay muộn. Lấy là chỉ bằng vào một cái trận pháp, là có thể vây khốn bổn tọa. Thiên man thanh nghiêu khinh thường cười một tiếng, ở đỉnh đầu hắn một đôi sừng. Lóe lên màu xanh ánh sáng.
Ở trong một cái chớp mắt này, ánh sáng đại tác, bộc phát ra kinh khủng hơi thở, ầm ầm bây giờ bộc phát ra. Vô số yêu thú ngay tức thì tử vong, quỷ ảnh phát ra tiếng kêu thê thảm, nhưng mà Thiên Man Thanh Ngưu không có chú ý tới, ở hắn sau lưng, một bóng người đột nhiên nổi lên. Tiền bối cẩn thận, ở ngươi phía sau. Lúc này Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Man Thanh Ngưu nghe gặp Diệp Thần mà nói, xoay người một cước đá ra. Như vậy mà đã không kịp, Thiên Sát Ma Quân một đấm công kích ở hắn trên thân thể mặt. Phịch, một đấm bộc phát ra một tiếng rên, Thiên Man Thanh Ngưu toàn bộ yêu thú thân thể ầm ầm bây giờ ngã xuống đất. Vậy may Diệp Thần nhắc nhở, nếu không một quyền này đâu, đủ ở Thiên Man Thanh Ngưu không có phòng bị thời điểm, muốn mạng hắn. Thiên Sát Ma Quân, người đã sớm là tạo hóa cảnh ba tầng thiên cường giả. Lúc này Thiên Man Thanh Ngưu thân thể đứng lên, một cặp mắt mâu, căm tức nhìn Thiên Sát Ma Quân. Một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, ai vậy không nghĩ tới, Thiên Sát Ma Quân đã sớm khôi phục lại tạo hóa cảnh ba tầng thiên. Nếu như Thiên Sát Ma Quân ban đầu ra tay, sợ rằng không có người nào là hắn đối thủ. Cảnh giới càng mạnh, mỗi một cái cảnh giới nhỏ giữa chênh lệch, hoàn toàn chính là khác xa lắc xa lơ. Đừng xem tại chỗ võ giả, có tạo hóa cảnh tầng trời một cường giả, nhưng mà tạo hóa cảnh ba tầng thiên trước mặt, tùy tiện đều có thể tàn sát. Nếu là không có một chút thực lực, làm sao có thể mở ra phong ấn? Thiên Sát Ma Quân khóe miệng hiện lên một món thần sắc khinh thường, vì giờ khắc này, bọn họ chờ đợi quá lâu thời gian. Lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Thiên Man Thanh Ngưu, ngươi không phải ta đối thủ, hay là để cho yêu thánh đi ra đi? Thiên Sát Ma Quân một câu nói, để cho mọi người ở đây, một mặt khiếp sợ thần sắc. Chẳng lẽ yêu thánh thật còn sống? Nếu như yêu thánh vẫn còn ở đời, há chẳng phải là dễ như trở bàn tay có thể giải quyết hết thảy, bọn họ cũng có hy vọng còn sống. Thiên Man Thanh Ngưu không nói gì, chỉ bất quá hắn ánh mắt đã biểu đạt hết thảy. Hắn không phải Thiên Sát Ma Quân đối thủ. Bốn ma nhưng mà mấy chục ngàn năm trước và yêu thánh một cấp bậc cường giả. Dù cho thực lực đánh mất, nhưng bọn họ thủ đoạn không biết có nhiều ít. Diệp Thần nhìn trước mắt một màn, hắn thực lực, căn bản không đủ tham gia đứng đầu chiến đấu. Trước mắt có thể hay không thắng được, cũng phải xem yêu thánh hậu thủ. Nếu yêu thánh còn chưa chết mà nói, hết thảy các thứ này hắn chỉ sợ sớm đã biết. Chỉ bất quá Diệp Thần đã đoán được, yêu thánh thực lực, chỉ sợ cũng không phải thời kỳ toàn thịnh. Nếu không bốn ma phá vỡ phong ấn một khắc kia, yêu thánh sớm liền trực tiếp ra tay trấn áp, cần gì phải chờ tới bây giờ. Thiên Man Thanh Ngưu bóng người xông về hư không, đi tới quan tài trước mặt, trực tiếp quỳ xuống ở quan tài bên cạnh. Chủ nhân, bốn ma còn muốn phá vỡ phong ấn, mời ngài ra tay trấn áp. Thiên Man Thanh Ngưu nói xong, lặng lặng chờ, không chỉ là hắn, tất cả mọi người cũng không dám thở mạnh một tiếng. Bọn họ trong nội tâm chỉ có thể suy nghĩ yêu thánh đi ra trấn áp hết thảy. Vậy vừa lúc đó, quan tài đột nhiên mở ra, một cổ kinh khủng hơi thở, bộc phát ra. Bốn ma nhướng mày một cái này cổ hơi thở tuyệt đối là yêu thánh cấp đừng. Chẳng lẽ yêu thánh thực lực, vẫn là thời kỳ toàn thịnh? Nếu quả thật như vậy, bọn họ bốn người, chỉ có thể chết ở chỗ này. Quan tài đá truyền tới cực mạnh chấn động. Lúc này một đạo thân ảnh to lớn, chậm rãi đứng lên. Giờ phút này Diệp Thần cũng nhìn thấy yêu thánh dung nhan, cũng không coi là bao nhiêu đẹp trai lang, bất quá nhưng cho người một loại uy nghiêm cảm giác. Giờ phút này yêu thánh ánh mắt chậm rãi mở ra, một đôi hằng cổ không sóng trong mắt, nhìn chằm chằm bốn ma. Ta trấn áp các ngươi, hy vọng để cho các ngươi hối cải, ai biết các ngươi vẫn là đi lên điều này không đường về. Yêu thánh chậm rãi mở miệng. Bốn ma không nói gì. Cảm thụ yêu thánh hơi thở, bọn họ chuẩn bị mấy chục ngàn năm, làm sao có thể buông tha. Yêu thánh, ngươi hẳn rõ ràng, phong ấn sớm muộn có một ngày sẽ phá vỡ. Còn không bằng để cho chúng ta trực tiếp mở ra phong ấn. Thiên Sát Ma Quân lạnh nhạt mở miệng, hắn có thể nhận ra được, yêu thánh hơi thở cũng không có mạnh bao nhiêu. Và hắn như nhau, chỉ bất quá tạo hóa cảnh ba tầng thiên cường giả. Yêu thánh cũng cùng bọn họ như nhau. Vậy đỉnh cấp thực lực, đã sớm không có ở đây. Yêu thánh cũng sớm đã chết đi, bây giờ có thể chạm đứng lên nói chuyện, vậy chỉ bất quá dựa vào bí thuật mà thôi.
có thể coi giữ một ngày coi là một ngày, cũng có thể là linh võ đại lục sinh linh, cất giữ một đường sinh cơ. Yêu thánh bên trong đôi mắt thoáng qua một tia thống khổ thần sắc. Thị huyết ma quân, u thi ma quân, quỷ minh ma quân, các ngươi ba cái cũng không cần ẩn giấu thực lực. Yêu thánh một câu nói, thị huyết ma quân ba người vậy không giấu giếm thực lực nữa, cả thân hơi thở trực tiếp bộc phát ra. Bọn họ ba người, đều đang là tạo hóa cảnh ba tầng thiên cường giả. Vô tận ma khí vần quanh hết thảy. Dù là yêu thánh mạnh mẽ đi nữa, hắn thực lực cũng là tạo hóa cảnh ba tầng trời, một người đối mặt bốn cái, như thế nào có thể đủ chiến thắng. Bốn tên người thừa kế, lên lôi đài. Yêu thánh vung tay lên, Diệp Thần và ngoài ra ba tên người thừa kế, không khống chế được mình thân thể, đi tới trên lôi đài mặt. Cầm ra các ngươi truyền thừa bảo vật, hôm nay cùng ta đánh một trận. Diệp Thần nghe gặp yêu thánh mà nói, không do dự nữa, trực tiếp cầm ra máu ma kiếm. Ngoài ra ba tên người thừa kế, mỗi bên cầm ra ba kiện bảo vật, một chuôi trường thương, một tòa đỉnh, còn có một cái la bàn, đặt ở trên lôi đài mặt. Yêu thánh thấy một màn này, ngón tay bắt pháp quyết, để cho bốn vật lực lượng hoàn toàn kích thích. Vo ve, bốn cái bảo vật, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng sáng chói, từng cổ một nhu hòa năng lượng, không ngừng tràn vào đến thân thể bọn họ bên trong. Diệp Thần cảnh giới, điên cuồng tăng trưởng, từ hỗn nguyên cảnh trực tiếp ngắn ngủi tăng lên tới tạo hóa cảnh nhất tầng thiên mới dừng lại. Cảnh giới điên cuồng bạo tăng, Diệp Thần cầm chặt quả đấm, cảm nhận được một cổ to lớn lực lượng. Chỉ bất quá bây giờ rõ ràng động không tới huyết ma kiếm. Nếu các ngươi muốn giải khai phong ấn, ta làm sao thử không có hậu thủ. Yêu thánh lãnh đạm mở miệng, những truyền thừa khác binh khí bên trong, tồn lưu trước hắn trước kia năng lượng. Đặc biệt để ngừa vạn nhất, một ngày kia bốn ma còn muốn giải khai phong ấn, chuẩn bị làm. Bốn ma trên mặt không có bất kỳ biến hóa, thiên sát ma quân mở miệng cười, ngươi để cho bọn họ đột phá đến tạo hóa cảnh thì như thế nào. Những lực lượng này không phải bọn họ, tóm lại có cái hạn chế. Mặc dù Diệp Thần bọn họ thời gian ngắn thực lực bạo tăng, nhưng nhất định không kiên trì được bao lâu. Bọn họ chỉ cần kéo, đến lúc đó thắng lợi dĩ nhiên là bọn họ. Yêu thánh không ngăn cản được bọn họ phá vỡ phong ấn. Theo ta đánh một trận. Yêu thánh mặt không cảm giác, trực tiếp mở miệng, cả người bóng người bay về phía bốn ma, xông tới. Diệp Thần sừng sững ở trên không bên trong, đối mặt thị huyết ma quân. Tiểu oa oa, ta một chiêu là có thể trong nháy mắt giết ngươi. Thị huyết ma quân nhìn Diệp Thần, khóe miệng thoáng qua thần sắc giễu cợt. Diệp Thần đột phá đến tạo hóa cảnh nhất tầng thiên thì như thế nào? Hắn nhưng mà tạo hóa cảnh ba tầng thiên cường giả, một chiêu liền có thể trong nháy mắt giết Diệp Thần. Chiến! Diệp Thần cầm ra hợp đạo thần khí, căn bản không có dư thừa nói nhảm, cả người như tia chớp tốc độ, đi tới thị huyết ma quân trước mặt. Đâm! Diệp Thần cầm chặt hợp đạo thần khí, một kiếm bỗng nhiên chém ra đi, thị huyết ma quân cười không nói, sau đó giơ tay lên tới, tát qua một cái. Thị huyết ma quân đúng hai tay giống như máu đỏ tươi nước, một cái tát mang ngập trời uy năng. Diệp Thần giờ khắc này, tựa như tràn ngập ở vô cùng vô tận máu trong biển. Chém! Diệp Thần một kiếm bỗng nhiên bây giờ chém ra đi, ở trong nháy mắt bây giờ, hắn nâng lên cái tay còn lại cánh tay, năm ngón tay cầm chặt thành quả đấm. Oanh! Ở hắn và thị huyết ma quân bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thần lui về phía sau 5 bước. Con kiến hôi mà thôi, lấy được ngắn ngủi tăng lên thì như thế nào? Thị huyết ma quân thanh âm giễu cợt mở miệng, sau đó móc ra một tấm trận kỳ, vung tay lên, lá cờ bên trong phun trào ra vô cùng vô tận máu loãng. Hàn băng kiếm quyết, Diệp Thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó giơ tay lên một kiếm bỗng nhiên chém ra đi. Hàn băng quy luật ở chung quanh hắn bùng nổ. Trong nháy mắt trời rét đất đông, Diệp Thần đột phá đến tạo hóa cảnh, cả người thực lực tự nhiên không cần lời nói. Đâm! Một kiếm chém ở máu loãng phía trên, mắt thường có thể gặp, những thứ máu này lượng nước là hai nửa. Chỉ là những thứ máu này nước cũng không có biến mất, ngược lại từ hai bên trái phải, cuốn tới. Ở phía dưới mọi người, một bên ngăn cản yêu thú, vừa chú ý phía trên chiến đấu. Cuộc chiến đấu này, bọn họ phía dưới thắng thua đã đổi được không trọng yếu, chân chính có thể quyết định thắng bại,
chỉ có hư không bên trong chiến đấu. Diệp Thần bóng người không ngừng lui về phía sau, nhưng mà lúc này thì huyết ma quân thân thể, đột nhiên đi tới hắn sau lưng. Phịch! Thị huyết ma quân một chưởng trực tiếp đánh vào Diệp Thần sau lưng mặt. T! Diệp Thần cố nén sau lưng đau rát đau, xoay người một kiếm chém ra đi. Rắc rắc! Một kiếm hạ xuống, cả không ông ông tác hưởng, nhưng mà thị huyết ma quân bóng người cũng sớm đã biến mất không gặp. Xấu xa, tiểu súc sinh, muốn đánh tới ta, người còn chưa đủ tư cách. Thị huyết ma quân không biết núp ở hư không nơi nào, truyền tới phách lối tiếng cười. Diệp Thần cả người cau mày, thị huyết ma quân thủ đoạn quá mức quỷ dị, hắn tiếp tục như vậy, căn bản không phải biện pháp. Trước mắt hắn liền thị huyết ma quân giấu ở nơi nào cũng không biết. Giờ phút này thì huyết ma quân đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần phía bên phải, một đấm oanh đi giết. Diệp Thần cảm giác bén nhạy đến nguy hiểm, một cái tay, bắt thị huyết ma quân quả đấm, sau đó một cái tát lên đã qua. Mới vừa rồi thị huyết ma quân đánh lén, Diệp Thần cũng sớm đã có đề phòng. Bót! Một tát này, mặc dù cũng không có mang đến quá nhiều tổn thương, bất quá để cho thị huyết ma quân cả người giận dữ. Đây chính là đánh mặt hắn. Như thế nào có thể để cho hắn không tức giận giận? Tiểu súc sinh, ta xem ngươi là muốn tự tìm cái chết. Thị huyết ma quân trong tay, xuất hiện một chuôi chiến thương, đầu thương phía trên bùng nổ sắc bén. Một nhát thương đâm hướng Diệp Thần thân thể. Diệp Thần trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, bóng người không ngừng lui về phía sau, ở thị huyết ma quân đâm lúc tới, dùng hợp đạo thần khí trực tiếp đón đỡ ở. Năm tháng như thoi đưa. Ở cách ngăn trở vậy ngay tức thì, Diệp Thần trong cơ thể thời gian pháp tắc điên cuồng bùng nổ. Đây chính là hắn bị thương nặng thị huyết ma quân một lần cơ hội, tuyệt đối không thể mất đi. Diệp Thần ngón tay bộc phát ra ánh sáng sáng chói, lúc này thị huyết ma quân đột nhiên cảm nhận được một cổ cảm giác nguy cơ. Rút lui. Vốn là thị huyết ma quân còn muốn tiếp tục công kích, bất quá cảm nhận được cổ nguy cơ này cảm không do dự, trực tiếp lui về phía sau. Oanh. Năm tháng như thoi đưa lực lượng bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp đánh trúng thị huyết ma quân ngực. Phốc suy. Thị huyết ma quân một búng máu phún ra ngoài, thời gian pháp tắc lực lượng, không ngừng khuấy bể hắn sức sống. May thị huyết ma quân lui mau, nếu không một kích này đủ để cho hắn người bị thương nặng. Diệp Thần âm thầm đáng tiếc, nếu như lại cho hắn một hơi thở thời gian, thị huyết ma quân sợ rằng bây giờ đã không có tái chiến thực lực. Thời gian pháp tắc nhưng mà đứng đầu quy luật, uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Thị huyết ma quân đưa ra chỉ một cái, trong cơ thể hắn huyết khí cuồn cuộn, bộc phát ra kinh khủng hơi thở. Tiểu oa oa, nếu có thể lãnh ngộ thời gian pháp tắc, lưu ngươi không được. Mặc dù Diệp Thần bản thân cảnh giới không hề cao, nhưng mà cho hắn nhất định thời gian, sớm muộn có một ngày, sẽ đạt tới bọn họ vậy cao độ. Huyết thần chỉ. Thị huyết ma quân cái này chỉ một cái, điều động trong cơ thể hắn khí huyết, giờ khắc này, đúng cái ở giữa thiên địa, tựa như chỉ còn lại vô biên vô tận màu máu. Diệp Thần cả người sắc mặt ngưng trọng, trong tay đánh ra kỳ quái động tác tay, ở hắn sau lưng một đầu huyền vũ yêu thú, không ngừng ngưng tụ. Đây chính là Diệp Thần từ cường giả tạo hóa cảnh trong tay lấy được bốn thần quyết. Hơn nữa hắn phát hiện kết hợp canh kim khí, sẽ càng cường đại hơn. Huyền vũ thần thú, chân áp bốn phương. Hống. Huyền vũ kéo thân thể to lớn đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt. Thân thể cao lớn che đỡ Diệp Thần, huyền vũ thần thú được gọi là thế gian mạnh nhất phòng ngự. Vào giờ khắc này, huyết thần chỉ ầm ầm bây giờ bùng nổ. Oanh. Bùng nổ trong nháy mắt, huyền vũ thần thú phát ra tức giận gầm thét. Rắc rắc. Huyền vũ thần thú thân thể xuất hiện từng tia vết rách, không chỉ có như vậy. Những thứ này vết rách không ngừng mở rộng. Kinh khủng hơi thở, để cho tất cả võ giả cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lại tiếp tục như vậy, sợ rằng phải không được bao lâu, huyền vũ thần thú thì sẽ hoàn toàn nổ. Diệp Thần ở phía sau, cầm chặt hợp đạo thần khí, linh lực trong cơ thể điên cuồng tràn ra. Tuế nguyệt sát kiếm. Thời gian pháp tắc bùng nổ, vào giờ khắc này, tựa như cả thế giới đều ngưng, chỉ còn lại Diệp Thần một kiếm này. Chém. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm bỗng nhiên bây giờ chém ra đi. Ở chém ra đi trong nháy mắt thời điểm, Diệp Thần bóng người như quỷ mị giống vậy di động.
Tiểu Oa Oa muốn đánh lén ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thị huyết ma quân khinh thường cười lạnh một tiếng, ở Diệp Thần đi tới sau lưng hắn thời điểm, cũng đã nhận ra được. Sau đó một cái tát đánh ra đi, hai người lẫn nhau tiếp xúc ngay tức thì, Diệp Thần lui về phía sau hai bước. Chỉ bất quá thị huyết ma quân cũng không khá hơn chút nào, một búng máu phun ra ngoài. Thị huyết ma quân thần sắc dữ tợn, làm sao vậy không nghĩ tới, lại sẽ bị một cái tạo hóa cảnh nhất tầng thiên đả thương. Hơn nữa còn là thời gian ngắn tăng lên rác dưới. Thị huyết ma quân, tốc chiến tốc thắng. Lúc này thiên sát ma quân mở miệng, trước mắt thiên sát ma quân một người đối kháng yêu thánh, trên người áp lực lớn vô cùng. Không có biện pháp, yêu thánh thực lực, quá mức cường hãn. Dẫu sao ban đầu yêu thánh một người là có thể trấn áp bọn họ bốn ma, bây giờ cùng cảnh giới đánh một trận, căn bản không phải yêu thánh đối thủ. Diệp Thần nhìn một cái, hư không bên trong chiến đấu rất vi diệu giữ thăng bằng, bất quá một khi có người chiến bại, sự cân bằng này liền sẽ ở trong nháy mắt bị phá vỡ. Tình cảnh lên, Diệp Thần thực lực thấp nhất, dù là dựa vào binh khí tồn lưu lực lượng, cũng chỉ đột phá đến tạo hóa cảnh nhất tầng thiên. Trước mắt duy nhất lỗ hổng chính là thị huyết ma quân nơi này. Thị huyết ma quân khóe miệng toát ra một nụ cười khổ, hắn không phải là không muốn đánh bại Diệp Thần. Chủ yếu Diệp Thần thực lực, có chút quá mức tà môn, nếu như bình thường tạo hóa cảnh nhất tầng thiên, hắn đã sớm một cái tay liền cho trấn áp, khởi sẽ lưu đến bây giờ. Diệp Thần trực tiếp thu hồi hợp đạo thần khí, cảm giác được trên lôi đài huyết ma kiếm có thể vận dụng, năm ngón tay nắm chặt. Sau đó huyết ma kiếm ngay tức thì bay đến bên trong tay hắn, một đôi ánh mắt lãnh liệt nhìn chằm chằm thị huyết ma quân. Hắn bây giờ nhất định phải liều mạng, bởi vì thị huyết ma quân chuẩn bị toàn lực ra tay, mau sớm giải quyết hắn. Huyết ma kiếm giết hại hơi thở, tràn đầy Diệp Thần đầu óc, không tới chốc lát thời gian, Diệp Thần một đôi mắt đổi được đỏ thắm, cả người cũng thay đổi được quái dị. Vô tận ma khí giống như một đầu ngút trời cự thú, cắn nuốt Diệp Thần. Thương khung dị biến, huyết nguyệt phác hỏa, bốn ma cảm giác được cái này quen thuộc ma khí, diễn cảm khẽ biến. Bọn họ chưa từng nghĩ qua, một người, lại có thể kích thích lớn mạnh như vậy ma khí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chẳng lẽ thằng nhóc này vào liền là ma đạo? Nếu là ma đạo, vì sao không giúp bọn họ, ngược lại trợ giúp yêu thánh? Liền liền yêu thánh bình tĩnh gương mặt cũng là bởi vì là Diệp Thần nhập ma mà khẽ biến. Cho tới nay, hắn cũng không thích hợp huyết ma kiếm. Huyết ma kiếm cũng là ý hắn bên ngoài được tới. Nhưng là bây giờ xem ra, trước mắt cái thằng nhóc này rõ ràng so hắn thích hợp hơn huyết ma kiếm. Thậm chí để cho hắn sinh ra một tia ảo giác, huyết ma kiếm chính là thằng nhóc này mà sống. Chỉ là, thằng nhóc này thật có thể nắm trong tay cái này cầm ma kiếm. Giết. Diệp Thần cả người trên dưới, tràn đầy sát ý, trong nội tâm cất giữ một tia thanh minh. Thị huyết ma quân thấy Diệp Thần hình dáng, trên mặt nghiêm túc ý càng ngày càng đậm. Bọn họ và yêu thánh đã từng quen biết, huyết ma kiếm bọn họ tự nhiên rõ ràng. Vậy may Diệp Thần thực lực trước mắt là tạo hóa cảnh nhất tầng thiên, nếu không cả người cũng sớm đã bị huyết ma kiếm nắm trong tay, biến thành một cái chỉ biết là giết hại ma đầu. Sát ý điên cuồng bùng nổ. Diệp Thần khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, cả người giống quỷ mị giống vậy bóng người, đột nhiên đi tới thị huyết ma quân trước mặt. Chết! Diệp Thần hai tay cầm chặt huyết ma kiếm, trực tiếp bay, một kiếm chém về phía thị huyết ma quân đầu lâu. Giờ phút này có huyết ma kiếm Diệp Thần, tốc độ đổi được dị thường mau, trong một cái chớp mắt này, để cho thị huyết ma quân cũng không có phản ứng kịp. Oanh! Huyết ma kiếm xuyên thấu thị huyết ma quân đầu lâu. Trực tiếp bổ ra hắn thân thể thành hai nửa. Phía dưới mọi người, thấy một màn này, trên mặt toát ra vui sướng diễn cảm, thị huyết ma quân vừa chết, bọn họ nơi này phần thắng tự nhiên đổi rất lớn. Diệp Thần trên mặt cũng không có bất kỳ vui sướng nào diễn cảm, bởi vì hắn cảm giác không đúng. Thị huyết ma quân nói thế nào, cũng là mấy chục ngàn năm trước khi cường giả, làm sao có thể để cho hắn dễ như trở bàn tay giải quyết hết. Đối với Diệp Thần trong mắt quá buông lỏng, cho nên có điểm không đúng. Giờ phút này một giọt máu loáng, không ngừng ngưng tụ, lại không tới năm hơi thở thời gian, lại biến thành thị huyết ma quân hình dáng. Ha ha ha, ta nhưng mà tu luyện bất diệt máu kinh,
chỉ cần máu ta dịch còn nữa, ta chính là bất tử bất diệt tồn tại. Thị huyết ma quân ngông cuồng cười to, mấy chục ngàn năm trước khi cường giả, làm sao sẽ một chút bản lãnh cũng không có. Diệp thần trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì, hắn có thể không tin, thị huyết ma quân là bất tử bất diệt tồn tại. Dù là mạnh mẽ đi nữa công pháp, vậy nhất định có nhược điểm tồn tại. Thị huyết ma quân nếu quả thật có thể bất tử bất diệt, há chẳng phải là toàn bộ linh võ đại lục vô địch tồn tại. Diệp thần, người thực lực quả thật không tệ, đáng tiếc đến đây chấm dứt. Thị huyết ma quân nâng lên tay, hư không bên trong xuất hiện một cái màu máu giấu bàn tay, xen lẫn khí tức hủy diệt. Màu máu ngất trời trường. Thị huyết ma quân cả người nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó một tát này trong nháy mắt rơi xuống. Đang rơi xuống ngay tức thì, Diệp thần nâng lên hai cánh tay, trên cánh tay mặt nổi gân xanh. Trực tiếp dùng hắn thân xác kháng cự một tát này. À! Diệp thần cả người thần sắc dữ tợn, ở trong một cái chớp mắt này, thị huyết ma quân bóng người đi tới trước mặt hắn. Thị huyết ma quân tay cầm chiến thương, một phát bắn ra đâm về phía Diệp thần. Diệp thần toát ra thống khổ thần sắc, sau đó buông một cánh tay, một đấm trực tiếp oanh đánh ra. Phịch, phịch, phịch. Thị huyết ma quân bóng người biến mất không gặp, Diệp thần quả đấm đánh vào hư không phía trên. Giờ phút này Diệp thần hai cái tay cánh tay trực tiếp buông, bóng người nhanh chóng di động, giấu bàn tay ẩm ẩm rơi xuống. Kinh khủng hơi thở, trực tiếp chấn áp hết thảy, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Thần ma đổi. Diệp thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, trước mắt hắn mặc dù đột phá đến tạo hóa cảnh, bất quá thực lực phương diện và thị huyết ma quân vẫn là nhất định có chênh lệch. Mắt thường có thể thấy được tốc độ, Diệp thần trong cơ thể một đạo huyết ảnh lao ra, biến thành linh hoàng. Minh, một cặp mắt màu căm tức nhìn thị huyết ma quân. Ngươi đã từng linh hoàng nhất tộc máu tươi. Thị huyết ma quân khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, hắn sống sót mấy chục ngàn năm, các loại bí thuật tự nhiên vậy gặp qua. Thần ma đổi ban đầu là một môn cường đại bí thuật, sau đó biến mất ở sông dài năm tháng bên trong, không nghĩ tới lưu lạc đến Diệp thần trong tay. Linh hoàng bóng người phóng vậy xông ra, tốc độ nhanh như tia chớp, chớp mắt liền tới đến thị huyết ma quân trước mặt. Linh hoàng tốc độ, được gọi là có thể cùng ngày tháng sánh vai, mặc dù có chút khuếch đại thành phần, bất quá cũng có thể tưởng tượng, linh hoàng nhất tộc tốc độ, rốt cuộc thật là nhanh. Linh hoàng há mồm ra, trực tiếp cắn xé ở thị huyết ma quân thân máu thịt, một móng vuốt chộp vào trên ngực của hắn mặt. Đâm! Thị huyết ma quân trên thân thể mặt bộc phát ra một dấu máu, máu tươi chảy ròng. Linh hoàng tốc độ đã đạt đến mức tận cùng, mỗi một lần thị huyết ma quân mau phải bắt được linh hoàng thời điểm, đều ở đây trong tay hắn chợt lóe lên. Máu chi nhà tù! Thị huyết ma quân nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một giọt máu tươi. Tinh huyết này ngưng tụ ở hư không bên trong, không ngừng biến thành một tòa nhà tù trực tiếp vây khốn linh hoàng và Diệp thần. Linh hoàng bị trấn áp tại nhà tù bên trong, Diệp thần con ngươi đông lại một cái, trực tiếp từng kiếm một chém ở nhà tù phía trên. Phịch, phịch, phịch. Nhà tù bền chắc không thể gãy, chỉ bằng vào Diệp thần trước mắt lực lượng còn chưa đủ. Tiểu súc sinh, lần này để cho ngươi chết. Thị huyết ma quân giữ tợn cười một tiếng. Trong tay đánh ra kỳ quái động tác tay, hư không bên trong, một chuôi màu máu trường thương, đột nhiên nhô ra. Đầu thương chỉ Diệp thần thân thể, kinh khủng hơi thở, tràn ngập ở trong hư không mặt. Diệp thần sắc mặt nhẹ biến đổi, một thương này uy lực đã đủ để cho hắn người bị thương nặng. Nếu như một không cẩn thận, chết ở chỗ này cũng có thể. Diệp thần tiếp lấy. Vào lúc này, phía dưới Lương Tuyết Nguyệt đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng Diệp thần ném ra một cái bình ngọc. Diệp thần nắm trong tay, mở ra bình ngọc tra nhìn một cái, một giọt máu ở bình ngọc bên trong. Trong nháy mắt Diệp thần liền nghĩ đến cái hố giết súng hỏa tiên tôn sự việc, Lương Tuyết Nguyệt ý nghĩa, rõ ràng cho thấy để cho hắn chiêu cũ lặp lại. Tinh huyết này, nhất định là kỳ lâm. Tiên thiên độc thể một giọt máu tươi à. Chỉ bất quá trước khác nay khác, trước mắt Diệp thần phải nghĩ biện pháp. Ngăn cản thị huyết ma quân màu máu trường thương. Diệp thần cầm chặt huyết ma kiếm, sau đó khí tức trên người toàn diện bộc phát ra. Hàn băng kiếm quyết. Chung quanh hàn băng quy luật điên cuồng bộc phát ra, khí thế đạt đến đỉnh điểm. Cả người trên dưới, khí thế như rồng,
chiến ý ngất trời, muốn chảm thiên. Tiểu súc sinh, đi chết đi cho ta. Huyết khí trường thương, vào giờ khắc này, giống như một chuôi lưỡi dao sắc bén, điên cuồng xông về Diệp Thần thân thể. Kinh khủng hơi thở điên cuồng bộc phát ra. Trong một cái chớp mắt này, Diệp Thần tay cầm huyết ma kiếm, một kiếm vào giờ khắc này ầm ầm bây giờ chém ra đi. Đâm! Ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra hủy thiên diệt địa hơi thở. Giờ phút này máu chi nhà tù trực tiếp bị chấn bể, Diệp Thần cả người thân thể bay rớt ra ngoài, một búng máu phún ra ngoài. Cả người sắc mặt sát trắng, cả người trên dưới tựa như xương cũng sắp rã rời. Thị huyết ma quân đi tới Diệp Thần trước mặt, một mặt giữ tợn nụ cười, sau đó lạnh giọng mở miệng nói, dựa vào ngoại lực đột phá đến tạo hóa cảnh thì như thế nào? Con kiến hồi vĩnh viễn không thể nào xoay mình. Diệp Thần cũng không nói lời nào, mắt lạnh nhìn thị huyết ma quân. Giờ phút này thị huyết ma quân cầm xuất chiến thương, nâng lên tay, chuẩn bị một thương trực tiếp đâm rách Diệp Thần tim. Diệp Thần cố nén đau đớn kịch liệt, sau đó huyết ma kiếm ngăn trở cái này một thương, chỉ bất quá cái này một thương to lớn lực lượng, để cho trên cánh tay hắn mặt xương, cũng sắp chấn vỡ. Trong tay hắn mặt nắm bình ngọc, trực tiếp ném ra. Thị huyết ma quân bản năng phản ứng, một thương trực tiếp đâm rách bình ngọc, ở hắn đâm rách bình ngọc nháy mắt thời gian. Diệp Thần cả người cũng sớm đã lui về phía sau, bình ngọc bể tan tành. Một giọt giọt máu rơi vào thị huyết ma quân trong thân thể. Tiên thiên độc thể máu, ở thị huyết ma quân trong cơ thể trực tiếp bùng nổ. Thị huyết ma quân trực tiếp một búng máu phun ra ngoài, chỉ bất quá những thứ máu này nước đều là màu đen. Diệp Thần, người lại có tiên thiên độc thể máu tươi. Thị huyết ma quân cả người sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm thụ được, tiên thiên độc thể máu, đang không ngừng phá hủy hắn sức sống. Người bây giờ mới biết. Bất quá là lúc đã chậm. Diệp Thần cả người trên dưới không có một nơi hoàn hảo địa phương, trên mặt nhưng là nụ cười dữ tợn. Ban đầu Kỳ Lâm không tới thần vương cảnh thực lực, là có thể độc chết tạo hóa cảnh tầng trời một súng hỏa tiên tôn. Bây giờ Kỳ Lâm đột phá, nàng trong cơ thể cả người độc tố, cũng sớm đã đạt tới một cái kinh khủng bước. Chỉ bất quá vậy cường giả cũng sẽ đề phòng từ bên ngoài đến vật. Mà thị huyết ma quân quá tự tin. Tự tin cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì. Thị huyết ma quân mặc dù tu luyện bất diệt máu kinh, có thể giọt máu sống lại, chỉ bất quá trong cơ thể hắn máu coi như là độc tố, như thế nào vẫn có thể sống lại. Lần này thị huyết ma quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thị huyết ma quân căn bản không có nghĩ đến, hắn lại sẽ trong cống ngầm mặt lật thuyền, mới vừa rồi hắn thấy Lương Tuyết Nguyệt cho Diệp Thần một cái bình ngọc vốn không có để ý. Lương Tuyết Nguyệt hậu thiên độc thể. Thị huyết ma quân một mắt là có thể nhìn ra, khẳng định không phải người phụ nữ này. Nếu như tiên thiên độc thể, sợ rằng chỉ có Lương Tuyết Nguyệt bên người bé gái. Thị huyết ma quân trong nháy mắt liền suy đoán ra được, chỉ bất quá bây giờ nói gì đều đã quá muộn. Tiên thiên độc thể độc tố cũng sớm đã thấm vào hắn thân thể, tử vong chỉ bất quá chuyện sớm hay muộn tình. Diệp Thần thật không nghĩ tới, bên người ngươi vẫn còn có tiên thiên. Thị huyết ma quân lời còn chưa nói hết, Diệp Thần cả người bóng người trực tiếp bạo bắn ra, một kiếm chém ở trên miệng của hắn mặt. Tiên thiên độc thể sự việc, khẳng định không thể bại lộ ra. Mấy chục ngàn năm trước khi cường giả, một đời thị huyết ma quân chết. Lần này thị huyết ma quân muốn giọt máu sống lại căn bản không có thể. Hô! Diệp Thần thở ra một hơi, trực tiếp lấy đi thị huyết ma quân trên người bảo vật. Thị huyết ma quân! Lúc này quỷ minh ma quân nổi giận gầm lên một tiếng, bọn họ bốn ma một mực sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ thị huyết ma quân lại chết. Thị huyết ma quân ở chết trong nháy mắt, thiên sát ma quân bọn họ nội tâm một cơn giận, muốn trực tiếp xông tới chém chết Diệp Thần. Chỉ bất quá bọn họ một mực bị kéo, căn bản không có cơ hội. Mặc dù đã đánh chết thị huyết ma quân, bất quá Diệp Thần trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Trước mắt hắn cả người trên dưới không có một nơi hoàn hảo địa phương, đánh bại thị huyết ma quân đã để cho hắn người bị thương nặng. Diệp Thần nhìn một cái yêu thánh chiến đấu, phát hiện thiên sát ma quân một mực kéo yêu thánh, cho tới bây giờ không chủ động tấn công. Thiên sát ma quân cũng biết, mình căn bản không phải yêu thánh đối thủ, chỉ cần kéo liền có thể. Vốn cho là thị huyết ma quân đánh chết Diệp Thần sau đó,
lại để cho thị huyết ma quân trợ giúp quỷ minh ma quân bọn họ, đánh chết người khác. Cuối cùng bốn người hợp lực đánh chết yêu thánh, đến lúc đó bọn họ kế hoạch liền có thể thành công. Có thể thiên sát ma quân làm sao vậy không nghĩ tới, Diệp Thần lại sẽ đem thị huyết ma quân giết chết. Diệp Thần cầm ra chữa thương đan dược bỏ vào trong miệng, sau đó cả người bóng người đi tới quỷ minh ma quân trước mặt. Tên này tán tu truyền thừa là một tòa đỉnh, dựa vào đỉnh lực phòng ngự, có thể cùng quỷ minh ma quân đánh cho thành một ngang tay. Hắn không làm gì được quỷ minh ma quân vậy đánh bất bại hắn. Chỉ bất quá quỷ minh ma quân vậy không nóng nảy, dẫu sao những người này chỉ bất quá lấy được truyền thừa lực lượng, chỉ cần kéo qua một đoạn thời gian. Những lực lượng này một cách tự nhiên liền sẽ biến mất. Làm Diệp Thần gia nhập chiến trường sau đó, tay cầm huyết ma kiếm, một kiếm bỗng nhiên chém ra đi. Oanh! Quỷ minh ma quân ứng phó không kịp, cả người bóng người bay rớt ra ngoài, khóe miệng bên trong tràn ra một tia máu loãng. Hai người chúng ta đồng loạt ra tay, diệt hắn. Lúc này Diệp Thần đi tới tán tu bên người, chậm rãi mở miệng nói. Tán tu nhìn một cái Diệp Thần, nhẹ khẽ gật đầu. Bây giờ Diệp Thần nơi đó đã mở ra lỗ hổng, trước mắt chỉ cần cầm lỗ hổng vô hạn phóng đại. Trận chiến này bọn họ mới có thắng lợi cơ hội. Tiểu súc sinh, người giết thị huyết ma quân, lão phu hôm nay lưu ngươi không được. Quỷ minh ma quân xấu xa cười một tiếng. Mới vừa rồi một kiếm kia đối với Diệp Thần mà nói, không tạo được quá lớn thương thế. Vạn cổ tà hồn, dung ta thân. Oanh! Giờ khắc này yêu thánh bí cảnh bên trong, chết đi linh hồn lại không ngừng dung hợp đến quỷ minh ma quân trong thân thể. Giờ khắc này, quỷ minh ma quân dự định liều mạng. Hắn không có biện pháp, phải tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết Diệp Thần bọn họ. Nếu không bọn họ thì sẽ hoàn toàn biến thành hoàn cảnh xấu. Muốn giải khai phong ấn nói, căn bản không quá có thể. Diệp Thần cau mày, giờ khắc này ở quỷ minh ma quân sau lưng, ngưng tụ không biết nhiều ít tà hồn. Những thứ này hồn phách đều mang nồng nặc oán khí và sát khí ngập trời, nếu như tiếp tục như vậy. Tuế Nguyệt sát kiếm. Diệp Thần cả người nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay huyết ma kiếm phát ra ông ông tiếng vang. Lại tiếp tục kéo dài. Sợ rằng quỷ minh ma quân thực lực sẽ đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Trảm phá sơn hà. Tán tu trong tay cầm một chuôi phong cách cổ xưa chiến đao, toàn bộ trên người khí thế, vào giờ khắc này bỗng nhiên bây giờ bùng nổ. Một kiếm, một đao, tựa như trảm phá vô tận năm tháng. Oanh! Ánh đao kiếm ảnh ở trong nháy mắt xông tới, quỷ minh ma quân khóe miệng bên trong toát ra một tia giễu cợt nụ cười. Ở quỷ minh ma quân sau lưng tà hồn, trong nháy mắt xông lên đi giết. Quỷ khóc sói tru tựa như thây phơi khắp nơi vậy, chấn động khiếp người tâm hồn. Không chỉ có thể uy hiếp võ giả thân xác, trọng yếu hơn chính là linh hồn. Diệp Thần và tán tu linh hồn mặt, xuất hiện không biết nhiều ít mặt trái tâm trạng, ở bọn họ trong ý nghĩ. À, tán tu sắc mặt dữ tợn hô to, một đôi tay ôm chặt lấy đầu, trong đầu đau đớn kịch liệt, thiếu chút nữa để cho hắn đã hôn mê. Nho nhỏ con kiến hôi, ngờ đâu ta thực lực, nếu không phải thị huyết ma quân khinh địch, cũng sẽ không sẽ chết. Quỷ minh ma quân âm hồn giống vậy bóng người đột nhiên đi tới Diệp Thần bên người, vô tận uy áp bao phủ. Diệp Thần nhìn quỷ minh ma quân, cảm giác hô hấp đều phải không thở nổi. Ngươi giết thị huyết ma quân, hôm nay ta liền cho hắn trả thù. Quỷ minh ma quân ngón tay nhẹ hơi dùng lực một chút, ở sau lưng hắn tán tu đột nhiên xông lại. Một đao bổ về phía hắn sau lưng. Quỷ minh ma quân liền vội vàng xoay người, một cái tay trực tiếp bắt tán tu chiến đao. Người yếu thật đáng buồn, ta sẽ đem các ngươi hai cái, luyện thành tà hồn trọn đời không thể siêu sinh. Quỷ minh ma quân tiếng cười the thé cực kỳ chói tai, hận không được ngược giết chết Diệp Thần bọn họ hai cái. Diệp Thần cả người đứng lên, nâng lên trong tay huyết ma kiếm, từ quỷ minh ma quân đầu nơi đó chém tới. Lúc này quỷ minh ma quân sau lưng tà hồn, chủ động hộ chủ, tà hồn tràn vào đến quỷ minh ma quân trên đầu mặt, ngay tức thì đón đỡ ở. Phịch, một kiếm hạ xuống, toàn để cho tà hồn cản được, Diệp Thần trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì, sau đó một đấm oanh đánh ra. Ở quả đấm đánh vào quỷ minh ma quân sau lưng thời điểm, những thứ này tà hồn lại dùng ngón tay bắt Diệp Thần cánh tay. Cút, Diệp Thần tức giận mắng một tiếng.
sau đó dùng một cánh tay còn lại, cầm chặt quả đấm, nện ở quỷ minh ma quân sau lưng tà hồn lên. Oanh! Một đấm đi xuống, tà hồn chia năm xẻ bảy cuối cùng lại lần nữa ngưng tụ chung một chỗ. Quỷ minh ma quân căn bản không quản sau lưng Diệp Thần, cái tay còn lại bắt tán tu cổ áo. Đang bắt ở cổ áo ngay tức thì, cái tay còn lại buông hắn chiến đao, bắt tán tu cánh tay, nhẹ lắc một cái. Ở dãy ruộng ngay tức thì, tán tu trong miệng truyền tới một tiếng hét thảm, chiến đao rớt xuống mặt đất lên. Trước hết là giết ngươi, sẽ giải quyết Diệp Thần. Quỷ minh ma quân trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó một cái tay bắt tán tu cổ. Ở hắn sau lưng có tà hồn hộ thể, dù là Diệp Thần có thể đánh nát, cũng cần nhất định thời gian, hắn có đầy đủ thời gian, đánh chết người tán tu này. Diệp Thần ở sau lưng, nhướng mày một cái, nếu như tán tu một khi tử vong, trước mắt hắn trạng thái căn bản không phải quỷ minh ma quân đối thủ. Chỉ là sau lưng tà hồn là một cái khó giải quyết tồn tại. Diệp Thần đầu óc nhanh chóng chuyển động, đột nhiên nghĩ đến nếu là tà hồn, dù là mạnh mẽ đi nữa, cũng có nhất định khắc chế biện pháp. Quỷ mị những thứ này, sợ nhất chính là lửa. Bốn thần quyết. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, trong tay đánh ra một cái kỳ quái động tác tay. Vào lúc này, Diệp Thần sau lưng xuất hiện một đầu trông rất sống động phượng hoàng. Trước mắt ngọn lửa, Diệp Thần cũng không có quá tốt khắc chế thủ đoạn, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào bốn thần quyết bên trong phượng hoàng thần thú. Minh. Phượng hoàng thần thú ở Diệp Thần sau lưng phát ra một tiếng kêu to, phượng hoàng toàn thân cao thấp tràn đầy ngọn lửa. Ngọn lửa nóng bỏng, dường như muốn cháy thế gian hết thảy. Phượng hoàng giáng thế trong nháy mắt, quỷ minh ma quân sau lưng tà hồn, toát ra khiếp đảm thần sắc. Diệp Thần thấy một màn này, bên trong đôi mắt toát ra một tia thần sắc mừng rỡ. Ngưng tụ phượng hoàng thần thú ngọn lửa trên người, quả nhiên hữu dụng. Đi! Diệp Thần sau lưng trông rất sống động phượng hoàng, bóng người xông về tà hồn, ở phượng hoàng xông tới ngay tức thì, trực tiếp bộc phát ra ngọn lửa nóng bỏng. Diệt thế chi viêm vào giờ khắc này trực tiếp bùng nổ, kinh khủng hơi thở cuốn tới. Ở quỷ minh ma quân sau lưng tà hồn, phát ra sợ hãi khàn khàn tiếng. Ngọn lửa khắc chế hết thảy tà hồn. Quỷ minh ma quân cảm nhận được sau lưng tà hồn sợ hãi, cả người nhướng mày một cái, chỉ có thể buông tha đánh chết tán tu ý tưởng. Ở hắn lúc xoay người, muốn ngăn trở Diệp Thần công kích, chỉ bất quá phượng hoàng tốc độ chân thực quá nhanh. Quỷ minh ma quân muốn lúc xoay người, đã không kịp. Oanh! Phượng hoàng và tà hồn hai người tiếp xúc nháy mắt, bộc phát ra kinh khủng tiếng vang. Những thứ này tiếng vang bên trong, truyền tới tà hồn tiếng kêu thống khổ, dị thường chói tai. À! Quỷ minh ma quân giữ tợn gầm thét, những thứ này tà hồn và hắn tức tức tương quan, hai người có vinh thì cùng vinh, có tổn thất thì cùng tổn thất. Tà hồn tử vong, lại là kéo theo quỷ minh ma quân thực lực yếu bớt. Tên kia lấy được truyền thừa tán tu, có thể ở trên lôi đài mặt kiên trì thời gian dài như vậy, vậy nhất định có chỗ đặc biệt. Chỉ gặp tán tu trong tay xuất hiện một đóa nóng bỏng hoa sen. Hoa sen bộc phát ra thánh khiết và hơi thở nóng bỏng, đặc biệt khắc chế tà hồn. Cái này đóa thánh khiết hoa sen, từ tán tu trong tay phiêu hướng hư không, ở hư không bên trong, hoa sen chia năm xẻ bảy. Một đóa đóa cánh hoa bay xuống ở hư không bên trong, nhanh chóng xông về quỷ minh ma quân. Diệp Thần một mắt có thể nhìn ra, cái này đóa hoa sen ngọn lửa, so hắn ngưng tụ phượng hoàng, không biết mạnh nhiều ít lần. Chủ yếu Diệp Thần ngưng tụ phượng hoàng, là dựa vào bí thuật, và chân chính phượng hoàng thần thú căn bản không có biện pháp sánh bằng. Nếu thật phượng hoàng thần thú giáng thế, sợ rằng nhổ ra một hớp ngọn lửa là có thể trong nháy mắt giết quỷ minh ma quân. Những hoa này múi có thể theo dõi như nhau, bỏ mặc quỷ minh ma quân như thế nào né tránh cũng không ngừng theo sát. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, bây giờ là bị thương nặng quỷ minh ma quân tốt nhất cơ hội. Phượng hoàng giáng thế, diệt thế chi viêm. Diệp Thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, hắn sau lưng phượng hoàng vào giờ khắc này, bỗng nhiên bây giờ liều chết xung phong đi ra. Phượng hoàng đánh về phía quỷ minh ma quân, hai người giáp công, hắn căn bản không có biện pháp né tránh. Trước sau chừng tạo thành một cái vòng vây, cầm quỷ minh ma quân hoàn toàn gói ở. Oanh! Trong một cái chớp mắt này trực tiếp ở quỷ minh ma quân trên thân thể mặt nổ.
Diệp Thần đi tới tán tu trước mặt, một cặp mắt mâu ngưng trọng nhìn nổ trong phạm vi mặt. Bây giờ Quỷ Minh Ma Quân rốt cuộc bị cái gì thương thế, bọn họ hai người căn bản không rõ ràng. Chỉ bất quá bọn họ nhất định phải làm xong xấu nhất dự định. À, các ngươi hai cái nhỏ xúc sinh. Lúc này truyền tới Quỷ Minh Ma Quân tức giận gầm thét, từ phạm vi nổ bên trong lao ra. Vậy vừa lúc đó, Diệp Thần và tán tu thấy được Quỷ Minh Ma Quân trạng thái. Thời khắc này Quỷ Minh Ma Quân cả người vô cùng thê thảm, cả người quần áo rách dưới không chịu nổi, không chỉ có như vậy, trên mình đều là máu tanh, sau lưng hắn tà hồn cũng sớm đã biến mất không gặp. Quỷ Minh Ma Quân cả người sắc mặt sát trắng, phảng phất từ trong khu dân nghèo mặt đi ra ăn mày. Hắn một đôi móng nhọn, điên cuồng xông về Diệp Thần. Diệp Thần khóe miệng bên trong toát ra một tia cười nhạt, bây giờ Quỷ Minh Ma Quân và sắp chết phản công không có bất kỳ khác biệt. Năm tháng như thoi đưa. Diệp Thần linh lực trong cơ thể điên cuồng bộc phát ra, ngưng tụ ở tay hắn chỉ bên trong. Đầu ngón tay bộc phát ra ánh sáng sáng chói, giờ khắc này ầm ầm bây giờ bộc phát ra đi. Thời gian pháp tắc vào giờ khắc này, điên cuồng lưu động, giống như không lấy tiền như nhau phun phát ra ngoài. Đâm. Chỉ một cái đi xuống, thời gian pháp tắc lực lượng trực tiếp không có vào đến Quỷ Minh Ma Quân trong thân thể. Thời gian pháp tắc ở trong cơ thể hắn không ngừng phá hủy hắn sức sống, mắt thường có thể thấy được tốc độ, Quỷ Minh Ma Quân thân thể không ngừng đổi khô héo. Ở hắn xông lên lúc tới, Quỷ Minh Ma Quân cặp mắt lõm xuống, không chỉ có như vậy, đôi cánh tay giống như khô héo ông già. Bây giờ Quỷ Minh Ma Quân dù là liền khí lực nói chuyện cũng không có. Diệp Thần khóe miệng một món thần sắc giễu cợt, sau đó một cái tay trực tiếp bắt Quỷ Minh Ma Quân cánh tay. Căn bản không cần muốn bấy nhiêu lực lượng, nhẹ lắc một cái. Rắc rắc, Quỷ Minh Ma Quân cánh tay trực tiếp nổ, hắn khẽ nhếch miệng muốn nói gì, nhưng mà cuối cùng không nói ra miệng. Diệp Thần nâng lên tay, một cái tát trực tiếp vỗ vào Quỷ Minh Ma Quân trên đầu mặt. Quỷ Minh Ma Quân đầu vào giờ khắc này trực tiếp nổ, trong nháy mắt hài cốt không còn. À, Quỷ Minh Ma Quân, U Thi Ma Quân ở một bên, cặp mắt đỏ tươi. Ai vậy không nghĩ tới, một con kiến hôi Diệp Thần, lại giết liền hai người. Bây giờ chỉ còn lại U Thi Ma Quân và Thiên Sát Ma Quân, bọn họ hai người tháo ra phong ấn có khả năng cơ hồ là không. Tiếp liền hai lần đại chiến, Diệp Thần linh lực trong cơ thể đã còn dư lại không có mấy. Nếu không phải Diệp Thần bản thân có vượt cấp tác chiến năng lực, ở thị huyết Ma Quân đối với hắn thời điểm xuất thủ, cũng không phải là đối thủ. Diệp Thần ta kêu Viên Long. Muốn gia nhập ngươi sát tông. Giờ phút này tên kia tán tu đi tới Diệp Thần trước mặt, nghiêm túc mở miệng nói. Mặc dù Diệp Thần chân thực tu vi không bằng hắn, nhưng là mới vừa rồi đánh một trận, hắn tựa như thấy được linh võ đại lục một cái cao cấp cường giả ra đời. Dưới mắt duy nhất có thể cùng Diệp Thần giao hảo chính là cái này sát tông. Diệp Thần bên trong đôi mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc thần sắc, chỉ bất quá cũng không hỏi nhiều. Cuối cùng nhẹ khẽ gật đầu. Sát tông bên trong, Viên Long gia nhập tuyệt đối là gia tăng một người đại tướng. Sát tông, hoan nghênh người gia nhập. Diệp Thần có thể thu hoạch một người đại tướng, trong nội tâm tràn đầy mừng rỡ, một thế lực muốn phát triển, nhất định phải có tiềm lực võ giả. Viên Long có thể có được yêu thánh truyền thừa, bản thân cũng không phàm. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn một cái U Thi Ma Quân. Trước mắt mới ngưng bọn họ chỉ cần đánh chết U Thi Ma Quân là được. Đến lúc đó bọn họ liên thủ, cùng nhau đối phó Thiên Sát Ma Quân, âm mưu của bọn họ thì không thể thành công. Diệp Thần có thể cảm nhận được, hắn linh lực trong cơ thể, ở nhỏ nhẹ chạy mất, mặc dù chạy mất tốc độ chậm. Nhưng mà bọn họ không có quá nhiều thời gian, phải trong thời gian nhất định, giải quyết hết cuối cùng hai người. Diệp Thần cầm ra hai kiện thời không chi binh và năm chuôi hợp đạo thần khí, hắn đã không có thời gian và U Thi Ma Quân hao tổn nữa. Lúc này phải tốc chiến tốc thắng. Làm Diệp Thần cầm ra thời không chi binh và hợp đạo thần khí thời điểm, Viên Long khóe miệng nhẹ co quắp. Ngàn binh bảo uy lực, ở Tây vực ai cũng gặp qua. Có thể nói, Diệp Thần có ngàn binh bảo chính là đi lại đại sát khí, ai thấy cũng sẽ run sợ trong lòng. U Thi Ma Quân. Các người âm mưu hoàn toàn nghiền, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này Diệp Thần xông về hư không, một đôi mắt nhìn chằm chằm U Thi Ma Quân,
ở hắn bên cạnh Viên Long đứng ở nơi đó. 3-1, U Thi Ma Quân căn bản không có sức xoay chuyển trời đất. Ha ha, lão phu sống qua vô tận 5 tháng, chết làm sao sợ hãi. U Thi Ma Quân đứng ở hư không, điên cuồng cười to, khá có một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Thiên Sát Ma Quân, lão phu đi trước một bước, nhất định phải là chúng ta trả thù. Lúc này U Thi Ma Quân truyền tới một tiếng giống giận, trong cơ thể hắn ma khí, vào giờ khắc này điên cuồng lưu động. Diệp Thần sắc mặt nhẹ biến đổi, bây giờ U Thi Ma Quân lại dự định tự bạo. Đây chính là tạo hóa cảnh 3 tầng thiên cường giả tự bạo, uy lực có thể đạt tới kinh khủng dường nào cũng không ai biết. Ai vậy không nghĩ tới, U Thi Ma Quân lại điên như vậy cuồng. U Thi Ma Quân cách làm mọi người cũng có thể nhìn ra, nếu như hắn không tự bạo, căn bản không có sức xoay chuyển trời đất. Tự bạo, vẫn có thể cho Thiên Sát Ma Quân mang đến một đường sinh cơ. Nếu như hắn cái này tự bạo, trực tiếp cầm Diệp Thần 3 người cho nổ chết, vậy Thiên Sát Ma Quân chỉ cần đối mặt yêu thánh, vẫn có thể có cơ hội. Nếu như 3 người không chết, Thiên Sát Ma Quân căn bản không có sức xoay chuyển trời đất. Ngàn binh bảo. Diệp Thần cả người phát ra tức giận gầm thét, bây giờ nhất định phải ngăn cản U Thi Ma Quân tự bạo. Một khi để cho U Thi Ma Quân tự bạo thành công, bọn họ những người này không chết, cũng không có tái chiến năng lực. Diệp Thần trực tiếp cầm thời không chi binh và hợp đạo thần khí ném ra. Thời không chi binh và hợp đạo thần khí ở hư không bên trong phát ra ông ông tiếng vang. Kinh khủng hơi thở vào giờ khắc này tràn ngập ra, hư không bên trong không chỉ có binh khí hơi thở, còn có U Thi Ma Quân sắp tự bạo hơi thở. Giờ khắc này mọi ánh mắt cũng nhìn chăm chú Diệp Thần, hy vọng hắn có thể ngăn cản U Thi Ma Quân tự bạo. Phải biết U Thi Ma Quân tự bạo uy lực không chỉ có để cho Diệp Thần 3 người bị uy hiếp, dù là phía dưới võ giả đều sẽ chết tổn thương một phiến. Thiếu chủ, người có nắm chắc hay không? Giờ phút này Viên Long đã đổi lời nói, nếu đồng ý gia nhập Diệp Thần thế lực, tự nhiên không thể kêu Diệp Thần. Theo hắn biết, sát tông người cũng gọi Diệp Thần thiếu chủ hai chữ. Ta bây giờ vậy không có nhất định chắc chắn. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Đây chính là cường giả tạo hóa cảnh tự bạo, hắn nơi nào có hoàn toàn chắc chắn. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể mặc cho số phận, chỉ hy vọng có thể ngăn cản U Thi Ma Quân. U Thi Ma Quân giữ tợn cười to, hắn bây giờ cũng sớm đã không quan tâm sống chết, có chỉ là vô tận oán hận. Trong này đối với Diệp Thần oán hận lớn nhất, nếu không phải bởi vì Diệp Thần mà nói, bọn họ làm sao có thể thê thảm đến loại này. U Thi Ma Quân bóng người điên cuồng xông về Diệp Thần. Diệp Thần đứng ở bên cạnh một hơi một tí, không phải hắn không muốn mà là không thể. Hắn bây giờ một khi rời đi, ngàn binh bạo căn bản không có thể bộc phát ra. Thời không chi binh và hợp đạo thần khí ở hư không bên trong tản mát ra kinh khủng hơi thở. Không chỉ có như vậy, U Thi Ma Quân tự bạo hơi thở vậy đạt tới một cái điểm giới hạn. Giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người đều ở cầu nguyện Diệp Thần có thể ngăn cản U Thi Ma Quân. Diệp Thần cả người thần sắc dữ tợn, ngay sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, cho ta bảo. Trong một cái chớp mắt này, hợp đạo thần khí và thời không chi binh, khoảnh khắc bây giờ tự bảo. Oanh! Phạm vi nổ đất rung núi chuyển, giống như ngày tận thế vậy. Tất cả mọi người trong nội tâm cũng có một nghi vấn, U Thi Ma Quân bây giờ tình huống như thế nào? Cái này một tràng chiến dịch nhưng mà quan hệ đến bọn họ sinh mạng. À! Người cái nhóc rác rưởi. Lúc này U Thi Ma Quân từ phạm vi nổ lao ra, một mặt sát trắng, giống như một đầu tuyệt cảnh bên trong sư tử. Thấy U Thi Ma Quân xông lại, tất cả võ giả sắc mặt một trắng, ai vậy không nghĩ tới, như thế kinh khủng nổ U Thi Ma Quân lại vẫn còn sống. Chỉ bất quá bây giờ U Thi Ma Quân dáng vẻ cũng không khá hơn chút nào, trên người máu thịt đánh mất. Oanh! U Thi Ma Quân hơi thở đạt tới một cái cực điểm. Vào giờ khắc này ngay tức thì nổ. Kinh khủng hơi thở cuốn tới, Diệp Thần vội vàng né tránh. Dù là U Thi Ma Quân người bị thương nặng, tự bạo uy lực cũng không thể xem nhẹ. U Thi Ma Quân nổ nháy mắt, truyền tới không biết nhiều ít võ giả kêu thảm thiết. Diệp Thần ngã sấp trên đất chật vật đứng lên, vết thương chồng chất, cứ việc một khắc cuối cùng, U Thi Ma Quân yếu ớt không chịu nổi, nhưng là uy lực nổ tung vẫn là quá mạnh mẽ. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn một cái, Viên Long cũng không khá hơn chút nào,
sợ rằng đã không có biện pháp tiếp tục tác chiến. Hắn trạng thái muốn tác chiến cũng là muôn vàn khó khăn, chỉ cần nhẹ động một cái, cả người liền sẽ chuyển tới đau đớn kịch liệt. Bất kể như thế nào, U Thi Ma Quân ở một khắc cuối cùng vẫn là đạt thành mình mục đích. Phía dưới võ giả cũng không biết chết đi nhiều ít, Diệp Thần nhìn một cái, phát hiện Lương Tuyết Nguyệt và Kỳ Lâm cũng không có gì đáng ngại cũng an lòng. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ phải làm thế nào? Viên Long chật vật đứng lên, đi tới Diệp Thần bên người. Bây giờ chỉ có thể xem yêu thánh. Đối với yêu thánh thực lực, Diệp Thần vẫn tin tưởng, đơn độc đối mặt Thiên Sát Ma Quân mà nói, yêu thánh mình cũng có thể đối phó. Thiên Sát Ma Quân người bây giờ trở về đầu mà nói, còn có cơ hội. Lúc này yêu thánh đứng ở hư không mở miệng. Thiên Sát Ma Quân gò má dữ tợn, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Quay đầu, hắn bây giờ làm sao có thể quay đầu? Quỷ Minh Ma Quân, Thị Huyết Ma Quân, U Thi Ma Quân toàn bộ đều đã chết trận, bây giờ để cho hắn như thế nào quay đầu? Thiên Sát Ma Quân giận cười một tiếng, sau đó lại chẳng ngó ngàng gì tới trực tiếp xông về Diệp Thần. Trước mắt Diệp Thần người bị thương nặng, hoàn toàn chính là tay trói gà không chặt, đối phó hắn lại đơn giản bất quá. Diệp Thần sắc mặt đại biến, làm sao cũng không nghĩ tới, Thiên Sát Ma Quân ở thời khắc mấu chốt lại xông về hắn. Thiên Sát Ma Quân tốc độ quá nhanh, Diệp Thần căn bản không có biện pháp ngăn cản. Diệp Thần cưỡng ép nhịn đau đau, trực tiếp đứng lên, trong tay cầm chặt Huyết Ma Kiếm. Thời khắc này hắn không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể bị động ứng chiến. Dù là kêu gọi luân hồi mộ địa sư tôn cũng không có cơ hội. Oanh! Thiên Sát Ma Quân một đánh rớt xuống, Diệp Thần dùng Huyết Ma Kiếm trực tiếp đón đỡ ở. To lớn lực phản chấn, để cho Diệp Thần cả người bóng người bay rớt ra ngoài. Ở bay ra ngoài trong nháy mắt, Diệp Thần trong miệng khạc ra một búng máu. Hắn muốn đứng lên, chỉ bất quá cả thân xương giống như dã rời vậy. Nhẹ vừa động, là có thể cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Hắn bây giờ, đã không có bất kỳ biện pháp, sợ rằng người khác một khi động thủ, hắn căn bản không đỡ được. Giờ phút này Viên Long đi tới Diệp Thần trước mặt, cảnh giác nhìn chung quanh. Trước mắt Thiên Sát Ma Quân bóng người không biết ẩn núp ở địa phương nào, ai biết sẽ từ lúc nào nhô ra. Nếu đã gia nhập sát tông, Diệp Thần bây giờ gặp nguy hiểm, hắn tự nhiên không thể chẳng ngó ngàng gì tới. Diệp Thần, người giết huynh đệ ta, bất kể như thế nào, hôm nay nhất định phải ngươi chết. Thiên Sát Ma Quân núp ở trong hư không mặt, lạnh mở miệng cười nói. Diệp Thần cả người nhướng mày một cái, trước mắt hắn không có thực lực ngăn cản. Dù cho Viên Long ở hắn bên người, chỉ là đối mặt Thiên Sát Ma Quân, hắn căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa Diệp Thần cũng không muốn đem mình sinh mạng, giao đến đừng trong tay của người. Diệp Thần cầm ra một đống chữa thương đan dược bỏ vào trong miệng, muốn phải mau sớm khôi phục thương thế. Chỉ bất quá trước mắt hắn thương thế chân thực quá nghiêm trọng, dù là có chữa thương đan dược, cũng không phải tạm thời nửa hội có thể tốt. Ngay tại lúc này, yêu thánh bóng người rơi vào Diệp Thần bên cạnh, cầm ra một quả màu xanh đậm đan dược. Đây là viễn cổ La Thánh đan, có thể làm cho ngươi ngay tức thì khôi phục thương thế, thế gian chỉ lần này một quả. Diệp Thần cầm lấy yêu thánh đan dược trong tay, một hớp nuốt vào bụng bên trong. Lúc này, đan dược ở trong cơ thể hắn, điên cuồng bùng nổ, mắt thường có thể thấy được tốc độ, hắn thương thế không ngừng khôi phục. Không tới 10 hơi thở thời gian, Diệp Thần đã hoàn hảo không tổn hao gì. Ta một người đối phó Thiên Sát Ma Quân chắc chắn không lớn, hắn chắc có ẩn núp thủ đoạn, Diệp Thần ngươi và ta đồng loạt ra tay, như thế nào? Ta cũng muốn xem ngươi thực lực. Lúc này yêu thánh trực tiếp mở miệng nói. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, nếu đã khôi phục thương thế, hắn là có thể tiếp tục chiến đấu, nhất định phải và Thiên Sát Ma Quân chiến rốt cuộc. Mới vừa rồi Thiên Sát Ma Quân nhưng mà thiếu chút nữa muốn mạng hắn. Thiên Sát Ma Quân, ngươi còn từ bỏ ý định không thay đổi sao? Yêu thánh đứng ở trong hư không mặt, một đấm bỗng nhiên bây giờ oanh đánh ra. Một quyền này dưới đầu đi, trực tiếp cầm ẩn núp trong bóng tối Thiên Sát Ma Quân tìm ra. Thiên Sát Ma Quân bóng người xuất hiện ở trong hư không mặt, xấu xa cười một tiếng. Yêu thánh, mấy chục ngàn năm trước, chúng ta bốn ma thua ở ngươi, hôm nay phong ấn nhất định sẽ tháo ra. Giờ phút này Thiên Sát Ma Quân trong tay đánh ra một quả kỳ quái dấu vết,
ở nơi này ngay tức thì toàn bộ cung điện lại run rẩy không ngừng. Oanh! Bộc phát ra một tiếng trầm mặc tiếng vang, toàn bộ cung điện lại phóng lên cao. Yêu thánh, vạn năm trước khi sai lầm, bây giờ tuyệt đối sẽ không lại phạm, vì để ngừa vạn nhất, chúng ta cũng sớm đã âm thầm bố trí trận pháp. Thiên sát ma quân điên cuồng cười to, vì giờ khắc này bọn họ đã chờ đợi mấy vạn năm thời gian, lập tức có thể thực hiện, nội tâm hận không được ngửa mặt lên trời cười to. Lúc này yêu thánh quan tài khoảnh khắc bây giờ nổ, ở quan tài phần đáy, xuất hiện một cái sáu mang tinh phong ấn. Ta quả nhiên suy đoán không sai, phong ấn liền trấn áp tại ngươi quan tài phía dưới. Thiên sát ma quân tiếng nói vừa dứt, bóng người điên cuồng xông tới. Yêu thánh cả người mặt liền biến sắc, vội vàng mở miệng nói, Diệp thần, tuyệt đối không thể để cho hắn phá vỡ phong ấn. Diệp thần mặc dù không biết phong ấn rốt cuộc là thứ gì, bất quá thấy yêu thánh coi trọng ánh mắt, tuyệt đối là đáng sợ đồ. Giờ phút này Diệp thần một cái bước dài trực tiếp xông lên hư không, cầm chặt trong tay huyết ma kiếm, một kiếm bỗng nhiên bây giờ chém đánh ra. Yêu thánh như tia chớp tốc độ, đi tới thiên sát ma quân trước mặt, một đấm oanh đánh ra. Hai đạo kinh khủng lực đạo, bỗng nhiên bây giờ hạ xuống ở thiên sát ma quân trên thân thể mặt. Oanh! Kinh khủng lực đạo ngay tức thì bùng nổ, nhưng mà thiên sát ma quân lại không có bất kỳ biến hóa nào. Trên mặt liền một tia một chút nào thống khổ thần sắc cũng không có bộc lộ ra ngoài. Đây chính là dùng huyền vũ chế tạo thành bảo giáp, bền chắc không thể gãy, các ngươi muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách. Diệp thần cả người nhướng mày một cái. Huyền vũ chế tạo bảo giáp như huyền vũ thần thú phòng ngự cực kỳ khủng bố. Muốn trong thời gian ngắn mặt, phá vỡ thiên sát ma quân phòng ngự, rất khó làm được. Bây giờ thiên sát ma quân hoàn toàn luôn chỉ có một mình hình thịt thuẫn, căn bản không sợ Diệp thần công kích của bọn họ. Tuế nguyệt sát kiếm. Diệp thần linh lực trong cơ thể không chút do dự khơi thông đi ra, huyết ma kiếm bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Thời gian pháp tắc lực lượng. Không ngừng bộc phát ra, một kiếm điên cuồng chém đánh ra. Oanh! Một kiếm hạ xuống, bộc phát ra kinh khủng hơi thở, nhưng mà thiên sát ma quân căn bản không có bất kỳ ngăn cản, thân ảnh quỷ mị đi tới Diệp thần trước mặt. Một trường trực tiếp vỗ về phía Diệp thần ngực. Diệp thần con người đông lại một cái, nhanh chóng lui về phía sau. Tốc độ phản ứng ngược lại là rất nhanh, không tệ. Dứt lời! Thiên sát ma quân lần nữa xuất hiện ở Diệp thần bên người, ngón tay bắt pháp quyết, vậy vừa lúc đó, Diệp thần lại trực tiếp xông đi lên. Bắt lại thiên sát ma quân chân. Sắc sắc, ngươi lực lượng quá mức nhỏ yếu. Oanh, vô tận ma khí đánh vào Diệp thần ngực, nhưng mà hắn lại không có buông tay, ngược lại cầm canh chặt. Chính là bây giờ. Giờ phút này Diệp thần nổi giận gầm lên một tiếng, ở thiên sát ma quân sau lưng. Yêu thánh ngưng tụ chỉ một cái. Cái này chỉ một cái tựa như để cho thiên địa biến sắc, hư không bên trong linh lực, điên cuồng ngưng tụ ở yêu thánh ngón tay phía trên. Oanh! Chỉ một cái vào giờ khắc này, bỗng nhiên bây giờ rơi xuống, toàn bộ cung điện xuất hiện vết rách chằng chịt. Toàn bộ cung điện lảo đảo muốn rơi xuống, tựa như tùy thời đều có thể sụp đổ. Phốc suy! Thiên sát ma quân một búng máu từ trong miệng phun ra. Một cặp mắt màu tràn đầy máu đỏ thần sắc. Một kích này, đủ để cho thiên sát ma quân bị thương. Thiên sát ma quân dùng ngón tay lau sạch trên mép mặt máu, giờ phút này Diệp thần cũng sớm đã buông chân hắn, và hắn kéo ra khoảng cách. Diệp thần trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, giờ phút này hắn cũng không chịu nổi, chống cự thiên sát ma quân lực lượng, người bình thường đã sớm chết. Vậy thật may Diệp thần lực lượng của thân thể không tệ. Nếu không xương cũng sớm đã rã rời. Thiên sát ma quân cả người bóng người bay bắn ra, chạy về phía phong ấn địa phương. Giờ phút này hắn tốc độ đạt đến mức tận cùng, bây giờ hắn phải tranh thủ mỗi từng giây từng phút thời gian. Diệp thần không chút do dự, bóng người bay bắn ra, cầm chặt trong tay huyết ma kiếm, bỗng nhiên chém ra đi. Oanh! Một kiếm chém ở thiên sát ma quân sau lưng cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Thần ma đổi. Diệp thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, bây giờ hắn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mà và thiên sát ma quân vẫn là nhất định có chênh lệch. Khoảnh khắc bây giờ, Diệp thần đỉnh đầu biến ảo liền một con linh hoàng, tốc độ lần nữa tăng nhanh mấy phần. Minh. Linh hoàng một đôi ưng chảo trực tiếp bắt thiên sát ma quân quần áo. Cút.
Thiên sát ma quân tức giận một tiếng, tát qua một cái. Rắc rắc, linh hoàng yếu ớt mấy phần. Bất quá giờ phút này nó cũng không có buông tay. Một khi buông tay nói, phong ấn bên trong quái vật thì sẽ hoàn toàn đi ra. Đến lúc đó sợ rằng tất cả mọi người đều sẽ xong đời. Yêu thánh đi tới thiên sát ma quân trước mặt, một cái tát hóa thành trời tay khổng lồ, bỗng nhiên bây giờ rơi xuống. Oanh! Trời tay khổng lồ trong nháy mắt rơi xuống, thiên sát ma quân cả người bóng người rớt rơi trên mặt đất. Giờ phút này hắn cả người vết thương chồng chất, bên trong đôi mắt nhưng tràn đầy kiên quyết thần sắc. Yêu thánh rơi vào thiên sát ma quân bên người, một đôi hằng cổ không sóng con ngươi, nhìn chằm chằm hắn. Đáng giá không, bị ta trấn áp mấy chục ngàn năm, bây giờ ba ma đã chết, chỉ còn lại một mình ngươi. Thiên sát ma quân khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Đáng giá không, ban đầu chúng ta nhưng mà tốt nhất huynh đệ, nhưng vẫn bị ngươi trấn áp mấy chục ngàn năm. Ban đầu, chúng ta bốn ma chỉ bất quá muốn lấy được cường đại lực lượng, có lỗi gì sao? Diệp thần ở một bên không nói gì, làm sao vậy không nghĩ tới, yêu thánh và bốn ma còn có cái này tầng một quan hệ. Sợ rằng trấn áp thiên sát ma quân bọn họ bốn ma, cũng là bởi vì là ban đầu yêu thánh nhớ tình xưa, nếu không đã sớm hoàn toàn tiêu diệt, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ai? Yêu thánh nhẹ thở dài, sau đó mở miệng nói, ngươi phải biết một khi giải trừ, có thể khiến cho được toàn bộ linh võ đại lục, tạo thành khó mà xóa nhòa tổn thương. Thiên sát ma quân cười không nói, khóe miệng bên trong thần sắc giễu cợt càng ngày càng nồng đậm. Ta đối xử tử tế chúng sanh, có thể cái này chúng sanh như thế nào thiện đối với chúng ta bốn ma. Thiên sát ma quân giữ tợn cười to. Vạn năm trước, bọn họ tu ma ở linh võ đại lục thượng nhân người kêu đánh, hoàn toàn liền cùng con chuột qua đường như nhau. Nhưng có người đối xử tử tế bọn họ, có chỉ bất quá muốn giết chết bọn họ mà thôi. Diệp thần ở bên cạnh yên lặng không nói, có lẽ thiên sát ma quân tâm tình, chỉ có hắn có thể cảm động lây. Đi tới linh võ đại lục, hắn làm sao thử không phải là người người kêu đánh, cầm hắn làm một cái hèn mọn người. Yêu thánh, ngươi lấy là ngươi có thể thành công bảo vệ phong ấn sao? Giờ phút này thiên sát ma quân khóe miệng toát ra một tia nụ cười quỷ dị, vậy vừa lúc đó, Diệp thần ngẩng đầu hướng phong ấn địa phương vừa thấy, rốt cuộc lại xuất hiện một cái thiên sát ma quân. Đây là tình huống gì? Diệp thần cảm giác mình trong đầu chóng mặt, làm sao sẽ xuất hiện hai người? Ha ha ha, yêu thánh ngươi thực lực cường đại thì như thế nào? Cái này mấy vạn năm thời gian, ta bị ngươi trấn áp, một mực đang tu luyện ngoài bầu trời hóa thân. Đây chính là thiên sát ma quân một mực chuẩn bị hậu thủ, cũng là hắn sau cùng thủ đoạn. Ngoài bầu trời hóa thân môn bí thuật này, hắn cũng sớm đã tu luyện, có thể tu luyện ra cái thứ hai mình, chỉ bất quá chỉ có bản thể một nửa thực lực. Dù cho chỉ có thiên sát ma quân một nửa thực lực, bất quá mở ra phong ấn đã đủ. Mở. Vào thời khắc này, thiên sát ma quân thứ hai cổ thân thể, một cái tát vỗ về phía sáu mang phong ấn. Oanh. Phong ấn mở ra, kinh khủng hơi thở điên cuồng phun phát ra ngoài. Diệp thần chưa bao giờ cảm thụ qua lại sẽ có như vậy đè nén một khắc. Hắn trong lòng có loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Đâm. Thiên sát ma quân thứ hai cổ thân thể, trực tiếp bị kinh khủng hơi thở, nghiền thành nghiền. Toàn bộ cung điện trong nháy mắt sụp đổ, giống như ngày tận thế. Chỗ này, đã không thể đợi thêm, đi mau. Lúc này yêu thánh trực tiếp mở miệng, một cái tát trực tiếp đập chết đã không có chút nào sức đánh một trận thiên sát ma quân. Bây giờ phong ấn mở ra, dù là thân là yêu thánh hắn, cũng đã không có sức xoay chuyển trời đất. Kinh khủng hơi thở thẳng xông lên trời cao, yêu thánh bí cảnh trên bầu trời phương, truyền tới đè nén hơi thở. Cung điện bắt đầu sụp đổ, võ giả khắp nơi bay tán, Diệp thần ôm Kỳ Lâm, mang theo Lương Tuyết Nguyệt và Trần Phong mọi người rời đi. Vốn là Diệp thần dự định mang mọi người bay đi, hắn bên tai truyền tới yêu thánh thanh âm. Diệp thần, theo ta đi, ta mang ngươi đi một nơi. Yêu thánh mà nói, để cho Diệp thần không có chút do dự nào, trực tiếp theo sau. Giờ phút này hiện trường cũng sớm đã loạn làm một đoàn, võ giả chạy tứ tán bốn phía, hoàn toàn đổi được hỗn loạn lên. Diệp thần một mực đi theo ở yêu thánh sau lưng, giờ phút này đi tới hạ, đây là rồng lửa chỗ ở núi lửa miệng. Yêu thánh đứng ở hư không bên trong,
một cái dấu tay bỗng nhiên bây giờ đánh ra đi. Trong núi lửa mặt dung nham bùng nổ, một con rồng lửa phóng lên cao. Vốn là rồng lửa giận dữ thần sắc, thấy yêu thánh đầu tiên nhìn, bên trong đôi mắt lại đổi được dần dần ướt át. Hống! Rồng lửa phát ra một tiếng khàn khàn thanh âm, yêu thánh đi tới rồng lửa bên người, nhẹ vuốt ve nó đầu lâu. Mở ra kết giới đi! Yêu thánh tiếng nói vừa dứt, rồng lửa phóng lên cao, một hớp ngọn lửa nóng bỏng phun ở núi lửa trong miệng mặt. Diệp thần có thể thấy, một đạo phong cách cổ xưa cửa lại xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Yêu thánh mở ra cửa đi vào, Diệp thần theo sát phía sau, xông lên vào bên trong. Vừa tiến vào bên trong, Diệp thần phát hiện trong này lại có động thiên khác. Chung quanh chim hót hoa thơm, còn có một tòa nhà gỗ, bên cạnh chính là một đạo thác nước. Xem tới nơi này chính là yêu thánh trước kia bế quan địa phương. Diệp thần, người theo ta đi vào, có một số việc ta muốn cùng ngươi nói. Yêu thánh đi vào trong nhà gỗ, để cho Lương Tuyết Nguyệt các nàng trước ở bên ngoài chờ đợi. Diệp thần đi vào theo, phát hiện bên trong chỉ có một cái giường và hai cây trúc mộc ghế. Giờ phút này yêu thánh ngồi ở trúc cái ghế gỗ mặt, tỏ ý Diệp thần ngồi xuống. Diệp thần, ta trạng thái bây giờ, đã không kiên trì được bao lâu, có một số việc cần và ngươi nói. Lúc này Diệp thần ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện yêu thánh trên mặt căn bản không có bất kỳ màu máu. Vốn là trong cơ thể hắn tràn đầy khí huyết, bây giờ giống như sắp đi tới cuối cụ già. Tay khô héo cánh tay, tựa như tùy thời cũng sẽ cắt mất. Thấy một màn này, Diệp thần cũng không có nói nhiều, yêu thánh mấy vạn năm cường giả, bây giờ có thể sống lại, chỉ sợ cũng là có chút nguyên nhân. Có thể sống lại, cũng không phải chân tránh chết mà sống lại, ngược lại là lợi dụng mình cuối cùng một tia hồn thể. Thật ra thì phong ấn ở phía dưới những tên kia, uy hiếp không phải ta, mà là cả linh võ đại lục. Thậm chí sau lưng ngươi Côn Lôn hư. Diệp thần hơi ngẩn ra, căn bản không nghĩ tới yêu thánh vẫn còn biết Côn Lôn hư. Nhưng là cái này cái gọi là uy hiếp được để là cái gì? Bây giờ phong ấn đã phá vỡ, không bao lâu, những tên kia liền ra tới. Đáng chết, nếu như sớm biết như vậy, ta đến lượt tiêu diệt hồn điện và huyết linh tộc. Diệp thần nghe được hồn điện và huyết linh tộc, diễn cảm cực độ cổ quái. Hắn ở linh võ đại lục nhất đại cửu nhân, chỉ sợ sẽ là cái này hai cái thế lực. Bây giờ cái này hai cái thế lực không phải thật tốt, vì sao biến thành phong ấn ở phía dưới. Bất quá dưới mắt, cái này yêu thánh hiển nhiên không cho phép Diệp thần cắt đứt lời nói. Ta bảo vệ phong ấn mấy trăm ngàn năm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có bảo vệ, thì dã mệnh dã. Diệp thần, ta có thể rất xác định nói cho ngươi, linh võ đại lục hồn điện và huyết linh tộc xa không có ngươi nghĩ như thế đơn giản. Cái này hai cái thế lực một mực ở ẩn núp, bọn họ nổi lên âm mưu vượt xa hết thảy. Mà trong bí cảnh phong ấn chính là một cái kêu là huyết hồn tộc tồn tại. Diệp thần nghe được huyết hồn tộc nhướng mày một cái, không nhịn được hiếu kỳ nói, ngươi sẽ không muốn nói, cái này huyết hồn tộc chính là hồn điện và huyết linh tộc đi. Hắn lời còn chưa nói hết, yêu thánh liền nói, chính phải. Tuyên thời xưa, hồn điện và huyết linh tộc dẫn người, còn chưa mâu thuẫn lúc đó, huyết hồn tộc, cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ huyết linh tộc và hồn điện không đạt tới huyết hồn tộc trong 1% mạnh mẽ. Người cũng có thể hiểu là, huyết hồn tộc, uẩn dục liền bây giờ huyết linh tộc và hồn điện. Nếu như một ngày kia, hai cái thế lực lần nữa liên hiệp, chỉ sợ là toàn bộ linh võ đại lục ác mộng. Bất quá phong ấn giải trừ, huyết hồn tộc kia chí cường người không nhất định sẽ ra ngay. Ngươi còn có thời gian. Yêu thánh nhẹ thở dài, dùng hết đời sau bảo vệ đồ, cuối cùng vẫn là phá vỡ, hắn tâm tình có thể tưởng tượng được. Diệp thần trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, bất quá trong nội tâm cũng sớm đã khiếp sợ. Vốn là hắn lấy là phong ấn là cái gì yêu ma hoặc là kinh khủng yêu thú, ai biết lại là huyết hồn tộc. Huyết hồn tộc cường giả. Mạnh bao nhiêu, Diệp thần cũng không biết, bất quá nhìn yêu thánh cẩn thận hình dáng, sợ rằng toàn thể thực lực vượt xa mình hiểu hết thảy. Tiền bối, người biết, ta thực lực hèn mọn, không gánh nổi trách nhiệm nặng nề. Mặc dù yêu thánh cũng không có nói gì, bất quá Diệp thần đã đoán được đại khái. Hắn thực lực chỉ bất quá một cái nho nhỏ hỗn nguyên cảnh, để cho hắn đối phó huyết hồn tộc, hoàn toàn là nói vớ vẩn.
Trời sập, có vóc dáng cao chìa vào, hắn cũng không tin, những cái kia đứng đầu thế lực sẽ coi mà không gặp. Huyết hồn tộc ra đời, vì cái gì? Đơn giản chính là tài nguyên và lợi ích. Hết thảy các thứ này Diệp Thần nhìn rất thấu triệt. Hắn cũng không muốn làm anh hùng gì và chúa cứu thế, chỉ muốn bảo vệ người bên cạnh mình. Diệp Thần, ta kêu ngươi tới đây, cũng không phải là bây giờ sẽ để cho ngươi đối kháng những cường giả kia, chỉ hy vọng ở ngươi có năng lực thời điểm, đối kháng một hai. Cái thế giới này có ác tự nhiên có thiện. Yêu Thánh đứng lên, lại hướng về phía Diệp Thần khom người, một bộ khẩn cầu thần sắc. Hắn thời gian đã không nhiều, không có năng lực lại tiếp tục bảo vệ. Diệp Thần sắc mặt nhẹ lộ vẻ xúc động, một vị yêu thánh cường giả cái này một bái, không phải bái hắn, mà là linh võ đại lục muôn dân. Nếu như có năng lực nói, ta sẽ giúp bận bịu. Diệp Thần thở dài bất đắc dĩ một tiếng, huyết ma kiếm ở trên tay hắn, tương đương với lấy được yêu thánh truyền thừa. Bây giờ yêu thánh thỉnh cầu, hắn không có cách nào không đáp ứng. Diệp Thần, ta biết người đối với linh võ đại lục võ giả có oán nói, chỉ là thiện ác ở ngươi thời gian vừa niệm. Ban đầu ta bốn cái huynh đệ làm sao thử không phải. Yêu Thánh thoáng qua một nụ cười khổ sở, ban đầu năm người xích mích thành thù, bốn người lựa chọn nhập ma, mà Yêu Thánh một người trấn áp bốn vị huynh đệ, nội tâm thống khổ có thể tưởng tượng được. Bây giờ ta thời gian không nhiều lắm, một số truyền thừa ở trong này. Giờ phút này Yêu Thánh thủ bên trong xuất hiện một cái quang cầu, chủ động chạy đến Diệp Thần trong đầu, hòa làm một thể. Diệp Thần trong đầu xông ra vô số trí nhớ, những ký ức này bên trong có yêu thánh công pháp, cũng có bí thuật. Chỉ bất quá có chút hắn không hiểu được, cực kỳ tối tăm. Diệp Thần, chuyện kế tiếp, chỉ có thể dựa vào ngươi, muốn đi ra ngoài mà nói, rồng lửa tự nhiên sẽ mang ngươi rời đi. Lúc này yêu thánh thân xác, mơ hồ vỡ nát, hắn thân xác đã duy trì không được bao lâu. Diệp Thần nhìn yêu thánh sắp bể tan tành thân thể, khá là lộ vẻ xúc động. Một đời tuyệt thế cường giả, ở một khắc cuối cùng, còn không quên mình sứ mạng. Như vậy cường giả đáng Diệp Thần tôn kính. Oanh! Yêu thánh thân thể, vào giờ khắc này ầm ầm bể tan tành, liền một tia một hào sức sống cũng không có. Diệp Thần đứng lên đi ra nhà gỗ, lúc này Lương Tuyết Nguyệt đi tới hắn bên người, mở miệng nói, Diệp Thần, phong ấn rốt cuộc là thứ gì, bây giờ tình huống thế nào? Ta luôn cảm giác không đúng lắm. Lương Tuyết Nguyệt hỏi, một bên Kỳ Lâm và Trần Phong bọn họ cũng là một mặt tò mò thần sắc. Linh võ đại lục lập tức sẽ không quá bình, đã từng bị phong ấn huyết hồn tộc, sẽ cuốn tới, còn như yêu thánh đã rời đi. Những chuyện này, bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết. Bất quá mấy người đối với mãi mãi chuyện cũ không biết, lại càng không biết cái này cái gọi là huyết hồn tộc lại là lai lịch gì. Nhưng là từ Diệp Thần trong giọng nói vậy cảm nhận được cái này cái gọi là huyết hồn tộc có hơn phiền toái. Giờ phút này rồng lửa đi tới Diệp Thần bên người, rồng lửa bên trong đôi mắt tràn đầy nước mắt. Muốn đến yêu thánh bỏ mình, nó đã cảm nhận được. Diệp Thần đi theo rồng lửa đi tới lối ra, từ bên trong đi ra, Diệp Thần nhìn một cái, phát hiện không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh. Xem ra đã có một bộ phận huyết hồn tộc người, từ hư không trong lối đi chạy ra ngoài. Diệp Thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, giết hại là không thể thiếu được. Diệp Thần và Lương Tuyết Nguyệt bọn họ tùy ý đi ở hạ, phát hiện không thiếu võ giả thi thể. Những thi thể này không một ngoại lệ, tim toàn bộ bị khai thác. Máu tươi toàn bộ biến mất. Tử vong vô cùng dữ tợn. Cái này, rốt cuộc tình huống gì? Dù là cái gọi là huyết hồn tộc, vậy chưa đến nỗi đem trái tim cũng moi ra chứ? Trần Phong nhìn một hồi buồn nôn, có thể đem trái tim cũng moi ra, những người này rốt cuộc có nhiều thay đổi trạng thái. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Diệp Thần chán khóa chặt, cũng không có nói gì nhiều, hắn bây giờ phải nhanh một chút tìm được sát tông. Trước mắt yêu thánh bí cảnh bên trong, người người tự nguy, không biết nhiều ít cường giả chết. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng là phát hiện Lương Tuyết Nguyệt và Kỳ Lâm không có bất kỳ động tác. Thế nào? Diệp Thần dừng bước lại hỏi. Lương Tuyết Nguyệt do dự mấy giây vẫn là nói, Diệp Thần, người hẳn biết ta và Kỳ Lâm tới yêu thánh bí cảnh nguyên do lớn nhất đi. Chúng ta không phải là vì yêu thánh truyền thừa tới, mà là vì độc. Bởi vì sát tông đệ tử, Lương Tuyết Nguyệt cũng không có tiếp tục nói hết.
Diệp Thần vỗ ót một cái, ngay tức thì bừng tỉnh. Kỷ Lâm tiên thiên độc thể, thậm chí còn Lương Tuyết Nguyệt hậu thiên độc thể, đều cần trong bí cảnh một cái truyền thừa. Không phải tới từ yêu thánh, là người khác. Hắn nhìn một cái mấy người sau lưng, liền trước hết để cho Trần Phong mang bọn họ đi tìm sát tông đệ tử tập họp. Lần này tới mục đích, không chỉ là vì yêu thánh truyền thừa, còn có Kỷ Lâm truyền thừa. Thiên độc thần quân truyền thừa còn không có để cho Kỷ Lâm thừa kế, Diệp Thần làm sao có thể cam tâm rời đi. Rất nhanh, cùng Trần Phong bọn họ sau khi rời đi, chỉ còn lại Diệp Thần, Lương Tuyết Nguyệt và Kỷ Lâm ba người. Diệp Thần, ta đã tìm được một chút đầu mối, thiên độc thần quân truyền thừa ngay tại đông trong ruộng. Nghe gặp Lương Tuyết Nguyệt mà nói, Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu. Nếu như không phải là yêu thánh truyền thừa xuất hiện, bây giờ Lương Tuyết Nguyệt và Kỷ Lâm cũng sớm đã đi tìm thiên độc thần quân truyền thừa. Đối với yêu thánh truyền thừa, hai người các nàng hứng thú ngược lại ít một chút. Được, chúng ta đi đông tra nhìn một chút. Nếu đã tìm được phương hướng, ba người ngựa không ngừng vó câu, trực tiếp đi đông. Bây giờ yêu thánh bí cảnh bên trong quy tắc đã biến mất, bọn họ ba người trực tiếp ngự không mà đi. Khắp nơi địa phương thống nhất, bọn họ ba người căn bản không bao lâu sẽ đến. Sau nửa giờ, Diệp Thần thấy phía trước khí độc bước chậm toàn bộ đại sơn. Một nơi cao vút trong mây đỉnh núi, toàn bộ đều là kinh khủng khí độc, không chỉ có như vậy, loáng thoáng có chút độc xây, không ngừng đi tới trước. Diệp Thần ba người từ không trung rơi xuống, đầy trời khắp nơi khí độc, để cho hắn nhướng mày một cái. Còn như Lương Tuyết Nguyệt và Kỷ Lâm hai người, căn bản không có bất kỳ cảm giác gì, thậm chí cả người thoải mái. Đối với độc đã tu luyện nói, những thứ này khí độc chính là tốt nhất nơi tu luyện. Diệp Thần, ta có dự cảm, nơi này chính là thiên độc thần quân truyền thừa chỗ chi địa. Lương Tuyết Nguyệt một mặt kích động thần sắc, mặt đẹp đỏ thắm, tim đập không ngừng tăng tốc độ. Ừ, chúng ta vào đi thôi, không nên để cho người khác nhanh chân giành trước. Trước mắt Diệp Thần thân xác, vòng ngoài khí độc đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Ba người đi vào trong núi lớn mặt, phát hiện một ít độc trùng loạn bay, thậm chí một ít rắn độc quanh quẩn ở trên nhánh cây mặt, chờ đợi con mồi. Một đường đi tới, Diệp Thần thấy không ít thi thể, những thi thể này đều là độc xây, có bị loài người sát hại, cũng có một ít chết ở độc vật thủ hạ. Con đường phía trước bị khí độc che giấu, không thấy rõ tình huống. Diệp Thần bọn họ chỉ có thể thận trọng đi tới trước, bất quá hắn cảm thấy Kỷ Lâm khác thường. Hắn phát hiện những thứ này khí độc lại không tự chủ được tiến vào Kỷ Lâm trong thân thể. Trở thành nàng một số. Cực kỳ quỷ dị. Diệp Thần thấy một màn này, âm thầm kinh hãi, nếu như Kỷ Lâm ở trong này tu hành một đoạn thời gian, thực lực khẳng định bạo tăng. Từ chân núi đi tới giữa sườn núi, cái này thời gian Diệp Thần không biết giải quyết nhiều ít độc vật. Đạt tới giữa sườn núi sau này, kinh khủng khí độc, để cho Diệp Thần thân thể đều cảm giác được một tia khó chịu. Phía trước tầm mắt đã hoàn toàn xem không thấy, vậy vừa lúc đó, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Tự tìm cái chết. Diệp Thần trong mắt thoáng qua một tia lạnh lùng thần sắc, sau đó một cái tát vỗ tới. Oanh! Kiếm quang biến mất, mặt đất truyền tới một trận lay động. Các ngươi hai cái nhỏ lòng điểm, có người mai phục. Chung quanh tầm mắt, căn bản không thấy rõ, thần niệm ở chỗ này căn bản không tác dụng. Lương Tuyết Nguyệt và Kỷ Lâm hai người, nhỏ nhẹ gật đầu, thận trọng nhìn bốn phía. Thân ảnh quỷ mị, ở Diệp Thần bên cạnh bọn họ qua lại, tốc độ cực nhanh. Diệp Thần đứng tại chỗ một hơi một tí, hắn bên tai truyền tới gào thét thanh âm. Giờ phút này hắn đưa ra một cánh tay, năm ngón tay cong, một đấm oanh đánh ra. Phịch! À! Một tiếng hét thảm truyền tới, một người ngã trên mặt đất. Diệp Thần nhìn một cái, phát hiện chỉ bất quá hỗn nguyên cảnh đỉnh cấp, trực tiếp bắt hắn lại cổ. Hắn mang trên mặt mặt quỷ mặt nạ, Diệp Thần trực tiếp xé xuống tới. Đâm! Một tấm không có bất kỳ màu máu mặt, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, trên gò má của hắn mặt còn bất chấp màu đen mủ, nhìn dị thường khủng bố. Nếu muốn giết người đoạt bảo, sao không như đứng ra? Diệp Thần bắt hắn lại cổ, lớn tiếng gầm thét. Mới vừa rồi tuyệt đối không chỉ một người. Buông ta ra tam đệ, nếu không để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vào lúc này,
Diệp Thần trước mặt, xuất hiện hai người, giống vậy mang mặt quỷ mặt nạ. Diệp Thần hơi phát hiện một chút hơi thở, phát hiện một người hợp đạo cảnh nhất tầng thiên và một người tầng sáu thiên. Điểm này chiến lược ở yêu thánh bí cảnh bên trong, cũng chỉ có thể coi là trung đẳng tồn tại. Cẩn thận một chút nói, đủ tự vệ, chỉ bất quá ở Diệp Thần trước mặt, chút thực lực này còn chưa đủ xem. Ở ta trước mặt, dập đầu 10 vang đầu, ta muốn tâm tình tốt nói không chừng có thể đại phát từ bi thả qua hắn. Cái này ba người hiển nhiên cầm bọn họ làm con mồi. Nhị đệ, không cần nói nhảm, người kéo hắn, để ta giải quyết người phụ nữ này. Ở trong mắt bọn họ, căn bản không có cầm Diệp Thần coi ra gì, dẫu sao một cái hỗn nguyên cảnh rác dưới, tùy ý xoa nặn. Được. Quyết định chủ ý, lão nhị bóng người đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt, khóe miệng cười lạnh một tiếng, nâng lên cánh tay. Một tát này đi xuống, hắn tin tưởng Diệp Thần trực tiếp sẽ chết. Hợp đạo cảnh cường giả, ngược giết hỗn nguyên cảnh quá mức đơn giản. Nhưng mà một giây kế tiếp, lão nhị cả người ngây ngẩn. Diệp Thần lại trực tiếp bắt hắn lại cánh tay, sau đó nhẹ hơi dùng lực một chút. Rắc rắc, hắn xương trực tiếp bể nát, Diệp Thần một cước đá ra. Một cước này đi xuống, truyền tới một cổ to lớn lực lượng. Lão nhị cả người ngực lõm đi xuống, xương sườn cắt mất. Một cước, trực tiếp để cho hắn người bị thương nặng. Con kiến hồi giống vậy đồ, không biết người dũng khí từ đâu tới đối với ta ra tay. Diệp Thần khóe miệng bên trong một món lạnh nhạt nụ cười, tựa như xem ngu si như nhau, nhìn hắn. Chắc hẳn đám người này cũng là vì Thiên Độc Thần Quân truyền thừa tới. Thậm chí đối với tại yêu thánh bí cảnh phát sinh hết thảy cũng không hề quan tâm. Nhị đệ, lão đại vốn là đang cùng Lương Tuyết Nguyệt giao thủ, bản thân hắn thực lực liền vượt qua Lương Tuyết Nguyệt, hơn nữa Lương Tuyết Nguyệt cần phải bảo vệ Kỳ Lâm, cực kỳ ung dung. Lương Tuyết Nguyệt một mực bị hắn đánh bẹp, bắt lại nàng chỉ bất quá vấn đề thời gian. Nhưng mà ai biết, huynh đệ nhà mình, đảo mắt trong nháy mắt liền cho đánh bại. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão trong đôi mắt to mặt thoáng qua hoảng sợ thần sắc, và Lương Tuyết Nguyệt kéo ra khoảng cách. Diệp Thần, người có tên cây có bóng. Một câu nói, cầm đầu lão đại sắc mặt đại biến, trực tiếp quỳ xuống. Tây vực người nào không biết Diệp Thần danh hiệu. Đây là một tôn sát thần, tàn sát Tây vực triệu võ giả. Bọn họ chính là độc xây lại làm sao có thể dung chuyển cái này sát thần. Đại nhân, chúng ta ba người có mắt không biết Thái Sơn, van cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta. Hắn thân là hợp đạo cảnh tầng 6 thiên cường giả. Trong mắt chỉ còn lại sợ hãi. Trong mắt người khác, hợp đạo cảnh tầng 6 thiên thực lực không tệ, có thể ở Diệp Thần trong mắt nhằm nhò gì. Diệp Thần từng giết hợp đạo cảnh tầng 6 trời, còn thiếu sao? Nói xong cường giả tôn nghiêm đâu? Tôn nghiêm và mình mạng nhỏ so với, cái nào trọng yếu, hắn tự nhiên biết. Thật ra thì Diệp Thần vậy không nghĩ tới, đối phương lại như thế không có cốt khí. Giờ phút này cầm đầu lão đại. Không ngừng dập đầu, trán thậm chí tràn ra đỏ bừng máu tươi. Bỏ qua cho ngươi, vậy không phải là không thể, đem đồ vật giao ra, trở thành ta con rối. Bất kỳ dám đối với Kỳ Lâm tạo thành uy hiếp tồn tại, Diệp Thần chỉ sẽ không tình bóp chết. Nếu đối phương không có sẽ ra tay, Diệp Thần vậy lười được so đo, hắn không có ở đây lãng phí ở nơi này. Thiên Độc Thần Quân truyền thừa, nhất định phải để cho Kỳ Lâm đạt được. Cái này. Cầm đầu lão đại hoàn toàn mơ hồ, giao ra bảo vật không quan hệ, chẳng qua đánh cướp người khác, nhưng mà trở thành con rối. Làm sao, ngươi nếu như không muốn, bây giờ có thể đưa ngươi lên đường, ngươi đổ như thường là ta. Diệp Thần một câu nói, hoàn toàn buông hắn xuống niệm tưởng. Tiểu nhân Trương Nguyên, nguyện ý trở thành đại nhân con rối. Trương Nguyên không chút do dự cầm bảo vật lấy ra, lại là bước ra một giọt máu tươi. Giao đến Diệp Thần trong tay. Diệp Thần định khế ước, liền thả hai người, hỏi thăm một chút tên chữ, mới biết mặt đầy mủ kêu Vương Hải Lâm, một người khác kêu Lý Phong. Đại nhân, ngài nếu như tìm Thiên Độc Thần Quân truyền thừa, ta đề nghị vẫn là buông tha, ở trên đỉnh núi mặt, đã có cường giả tạo hóa cảnh đi lên. Trương Nguyên ở một bên cung kính mở miệng, Thiên Độc Thần Quân truyền thừa ai không muốn. Bọn họ những người này đều là độc xây. Đi tới nơi này cũng là vì truyền thừa, nhưng mà Trương Nguyên bọn họ,
cũng biết mình mấy cân mấy lượng, chỉ có thể buông tha ở nơi này giữa sườn núi đánh cướp. Diệp Thần nhướng mày một cái, tạo hóa cảnh cường giả, cũng không dễ dàng đối phó. Mặc dù độc xây không nhiều, nhưng cũng chỉ có mấy người, tu luyện tới tốt cảnh giới. Chuyện này ta tự có dự định. Bỏ mặc như thế nào, vì Kỳ Lâm tiền đồ, Diệp Thần tóm lại phải liều mạng một cái. Thấy Diệp Thần cũng như thế nói, Trương Nguyên vậy ngại quá nói thêm gì nữa, dẫu sao hắn bây giờ chỉ là một nô bộc. Chỗ tòa này độc đỉnh bên trong có thiên nhiên cấm chế, bọn họ không thể hư không phi hành, nếu không đã sớm rơi vào trên đỉnh núi phương. Vượt đến gần đỉnh núi, khí độc càng ngày càng mạnh, Diệp Thần cầm ra tránh độc đan, bỏ vào trong miệng. Còn như Lương Tuyết Nguyệt và Kỳ Lâm hai người, căn bản không cần quản, thoải mái trước đây. Sắp đến đỉnh núi, trong này độc vật vậy càng ngày càng mạnh, hợp đạo cảnh tầng 7 thiên đều có. Bất quá vẫn bị Diệp Thần ra tay tiêu diệt, trước mắt chỉ có đứng đầu thần quân có thể uy hiếp được hắn. Hao phí 3 tiếng, rốt cuộc đi tới đỉnh núi. Ở đứng trên đỉnh núi, Diệp Thần thấy 10 tên đứng đầu thần quân và 3 tên tạo hóa cảnh, bên cạnh còn có không thiếu hợp đạo cảnh và hỗn nguyên cảnh. Những người này vây ở một nơi trên mặt tấm bia đá, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, tựa hồ ở giao nói chuyện gì. Diệp Thần, chúng ta lại xem. Lương Tuyết Nguyệt đã có chút không kịp chờ đợi, nàng có thể cảm nhận được thiên độc thần quân lưu lại hơi thở. Trong này tuyệt đối là thiên độc thần quân truyền thừa chỗ. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, 3 người đi tới, còn như Trương Nguyên bọn họ chờ ở một bên. Bọn họ 3 người cũng sớm đã buông tha, thiên độc thần quân truyền thừa, tại chỗ có không ít cường giả, có thể dễ như trở bàn tay muốn bọn họ mệnh. Truyền thừa tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới có thể. Diệp Thần vừa xuất hiện, mang đến không ít rung động, không có biện pháp, hắn ở Tây Vực chính là một cái danh nhân. Tây Vực võ giả, trên căn bản đều biết Diệp Thần hình dáng. Bị Tây Vực các thế lực lớn truy nã, muốn không nổi danh đều khó. Yêu thánh bí cảnh bên trong, những thứ này tạo hóa cảnh và đứng đầu thần quân cũng chưa từng có đi. Ở bọn họ trong mắt, thiên độc thần quân truyền thừa mới trọng yếu nhất. Diệp Thần nhìn một cái bia đá. Phát hiện trên mặt tấm bia đá viết một môn công pháp, ở phía dưới cùng có một hàng chữ nhỏ. Muốn lấy được truyền thừa, phải lĩnh ngộ môn công pháp này. Hắn một mắt là có thể nhìn ra, môn công pháp này chỉ bất quá một số mà thôi. Đây là một môn công pháp, cũng không phải là độc xây công pháp, ngược lại là một môn công pháp luyện thể. Cái này, thật sự là thiên độc thần quân truyền thừa sở tại. Diệp Thần nhìn một cái Lương Tuyết Nguyệt. Phải biết thiên độc thần quân nhưng mà độc xây, tại sao có thể có luyện thể công pháp? Ta cũng không biết. Bây giờ Lương Tuyết Nguyệt cũng là mặt đầy mê mang, trong này tích chữ giữ lại hơi thở tuyệt đối sẽ không sai, nhưng mà tại sao có luyện thể? Được rồi, chúng ta đi bây giờ một bước xem một bước đi. Diệp Thần không suy nghĩ nhiều, có thể thiên độc thần quân, vậy tu luyện qua thân xác. Môn công pháp này Diệp Thần nhìn một cái. Cũng cảm giác bác đại tinh thông, có thể ngắn ngủi ngưng tụ máu thịt, bộc phát ra gấp 2 hiệu quả. Bây giờ Diệp Thần rốt cuộc biết, tại sao những người này không có tu luyện. Cũng là một đám lão độc xây, nơi nào hiểu được luyện thể. Dù là Diệp Thần loại này đặc biệt tu luyện thân thể người, tạm thời nửa hội vậy suy nghĩ không ra. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, nhìn chằm chằm huyết khí thập phương thuật, lẳng lặng bắt đầu hiểu. Vốn là mọi người ở đây cũng sắp buông tha, thấy Diệp Thần đang tu luyện, nhất thời hạ thấp giọng. Bọn họ có biết, Diệp Thần ở thân xác phương diện này cũng không tệ, nói không chừng thật có thể hiểu. Đến lúc đó bọn họ cũng có thể thơm lây, tìm tòi kết quả. Tạo hóa cảnh cường giả, ước gì có người có thể đủ tu luyện, mang bọn họ cùng nhau đi vào. Thiên độc thần quân truyền thừa, bọn họ nhưng mà có hy vọng nhất thừa kế. Dẫu sao mọi người ở đây, thực lực cũng không có bọn họ cao mạnh. Diệp Thần ngồi xuống chính là 3 tiếng, chân mày khi thì khóa chặt, khi thì giãn ra. 4 tiếng sau đó, Diệp Thần cả người đứng lên, trong tay hắn ngưng tụ ra một đạo tia máu. Mở! Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên toàn bộ đỉnh núi động đất núi đong đưa, ở hắn phía trước, xuất hiện một cái mật thất. Cái này một tia huyết khí, tựa như chìa khóa như nhau. Rơi vào mật thất trong cửa mặt, trực tiếp mở ra. Trong nháy mắt,
Tất cả mọi người tại chỗ cũng kích động, một ít hỗn nguyên cảnh căn bản không khống chế được nội tâm tâm tình kích động, điên cuồng vọt vào. Tạo hóa cảnh và hợp đạo cảnh cường giả, mỗi một người đều không nhúc nhích. Ai biết bên trong sẽ hay không có nguy hiểm gì, để cho những con kiến hôi này trước thăm dò đường một chút cũng tốt. Diệp Thần, chúng ta bây giờ có nên đi vào hay không? Lương Tuyết Nguyệt đi tới Diệp Thần bên người, mở miệng nói. Nàng có thể cảm giác đến, mật thất mở ra trong nháy mắt, Thiên Độc Thần Quân lưu lại hơi thở, càng ngày càng nồng đậm. Thiên Độc Thần Quân truyền thừa, tuyệt đối ở bên trong. Đi! Diệp Thần quyết định đi vào, nghiêng đầu nhìn một cái Trương Nguyên bọn họ. Đại nhân, ngài đi đi, chúng ta chờ ở bên ngoài. Trương Nguyên một mặt lúng túng mở miệng, bọn họ cũng không muốn tiến vào bên trong đi chịu chết. Ai biết bên trong có thứ quỷ gì, hơn nữa Diệp Thần muốn Thiên Độc Thần Quân truyền thừa, đến lúc đó khẳng định sẽ cùng tạo hóa cảnh đánh. Diệp Thần nhìn một cái cũng không nói gì nhiều, mang Lương Tuyết Nguyệt và Kỳ Lâm trực tiếp vọt vào. Trương Nguyên thấy Diệp Thần bọn họ rời đi, lau trán một cái phía trên mồ hôi lạnh, rất sợ Diệp Thần mới vừa rồi một kiếm diệt bọn họ. Phải biết, bọn họ nhưng mà con rối, không đi theo chủ nhân, đây chính là đại bất kính. Lão đại, bây giờ Diệp Thần đã tiến vào, chúng ta có muốn rời hay không? Vương Hải Lâm chạy đến Trương Nguyên trước mặt, ở bên tai len lén nói. Vẫn là, chờ một chút đi. Vốn là Trương Nguyên cũng muốn chạy trốn, bất quá cái ý nghĩ này chớp mắt rồi biến mất. Diệp Thần vào đi vào trong, hắn cảm giác cửu tử nhất sanh, nhưng ai biết cái này Tây Vực để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại sẽ hay không còn sống đi ra. Diệp Thần và Lương Tuyết Nguyệt đi vào bên trong, phát hiện cũng không có bất kỳ nguy hiểm, ngược lại có một cái màu đen ao nước. Nước trong ao mặt có kinh khủng khí độc, để cho Diệp Thần cũng không dám đến gần. Có chút thực lực nhỏ yếu hỗn nguyên cảnh, một đầu nhảy vào đi, ngay tức thì bị độc chết. Thi thể còn bồng bềnh ở trên nước mặt. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt bốn phía, phát hiện còn có một khối đá bia, chắc hẳn còn có mật thất, bất quá cần phải tiếp tục hiểu. Đối với độc ao, Diệp Thần hoàn toàn không để được bất kỳ hứng thú gì, hắn bản thân thì không phải là độc xây. Diệp Thần, ta có thể cảm giác được, như ở nước trong ao mặt ngâm, ta độc có thể cao hơn một tầng lầu. Những thứ này khí độc đối với người khác mà nói, là kịch độc. Có thể ở Lương Tuyết Nguyệt và Kỳ Lâm trước mặt, hoàn toàn là đại bổ. Các ngươi vào đi thôi, cẩn thận một chút. Bởi vì Kỳ Lâm là tiên thiên độc thể duyên cớ, Diệp Thần căn bản không cần lo lắng. Cùng Lương Tuyết Nguyệt các nàng nhảy vào nước trong ao mặt, hắn đi tới bia đá bên cạnh, tiếp tục hiểu. Tạo hóa cảnh và hợp đạo cảnh cường giả, lục tục đi vào, thấy ao nước đầu tiên nhìn, trực tiếp vọt vào. Bọn họ những người này, cũng không có bất kỳ băn khoăn. Những thứ này lão độc xây điên cuồng hấp thu nước trong ao mặt khí độc, chỉ bất quá đợi một lát, đột nhiên nhướng mày một cái. Bọn họ phát hiện, chung quanh khí độc, lại càng ngày càng thưa thớt, mở mắt ra vừa thấy, phát hiện khí độc phần lớn đều ngưng tụ ở Kỳ Lâm nơi đó. Một phần nhỏ ngưng tụ ở Lương Tuyết Nguyệt bên cạnh. Loại chuyện này, bọn họ làm sao có thể đồng ý? Đây chính là cơ duyên. Bây giờ cơ duyên bị cướp đi, không khác nào mối hận đoạt vợ. CMN, tiếp tục như vậy, chúng ta chỗ tốt gì cũng không vớt được. Trong đó một người hợp đạo cảnh tầng 7 thiên cường giả đứng lên, nhìn Lương Tuyết Nguyệt, trong con ngươi mặt thoáng qua một tia tàn nhẫn thần sắc. Hắn cả người khí độc, linh khí ngưng tụ thành một con rắn độc, lè lưỡi, phóng hướng Lương Tuyết Nguyệt. Phốc suy, Lương Tuyết Nguyệt vốn là ở toàn bộ tinh thần chăm chú tu luyện. Đột nhiên bị công kích, một búng máu phun ra ngoài, cả người sắc mặt sát trắng. Hèn hạ, hợp đạo cảnh tầng 7 thiên ở thời khắc mấu chốt, lại đánh lén nàng. Độc khí của nơi này, toàn bộ để cho các ngươi hai người hấp thu, lăn ra ngoài. Một người ra tay, bên cạnh vang lên một chuỗi ầm ĩ, người đều là ích kỷ, ai cũng không nguyện ý cầm cơ duyên chuyển tay nhường nhịn. Chung quanh tiếng cãi vả, để cho Kỳ Lâm từ tu luyện bên trong tỉnh lại. Nàng mới phát hiện, Lương Tuyết Nguyệt hốc mắt đỏ thắm, nước mắt cũng sắp chảy xuống. Kỳ Lâm, chúng ta đi. Nhiều người như vậy, Lương Tuyết Nguyệt các nàng căn bản không có năng lực chống lại. Lương Tuyết Nguyệt và Kỳ Lâm hai người, chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ rời đi, còn có thể nghe gặp một ít nổi giận mắng thanh âm.
Tuyết Nguyệt tỷ, chúng ta chỉ như vậy chuyển tay nhường nhịn sao? Kỳ Lâm bên trong đôi mắt bốc lên lửa giận, những người này chân thực thật là quá đáng. Mình không bản lãnh, liền sẽ dùng loại này hèn hạ thủ đoạn. Vậy có thể làm sao? Chuyện này ngươi không cần nói cho Diệp Thần. Lương Tuyết Nguyệt rõ ràng Diệp Thần tính cách, một khi để cho hắn biết, tuyệt đối đại phát lôi đình, quản ngươi là ai, Thiên Vương lão tử cũng vô ích. Bây giờ loại chuyện này, Diệp Thần đắc tội những người này, căn bản không có chỗ tốt. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Diệp Thần từ trong tu luyện tỉnh hồn lại, nhìn một cái nước trong ao mặt, cũng không có Lương Tuyết Nguyệt bọn hắn bóng người. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần đứng lên, đi tới Lương Tuyết Nguyệt bên người của các nàng. Không có sao, chúng ta đã tu luyện tốt lắm. Lương Tuyết Nguyệt cường nhan cười vui mở miệng, chỉ bất quá Diệp Thần thấy khóe mắt nàng nước mắt và Kỳ Lâm không dáng vẻ cao hứng, cũng biết nhất định là chuyện gì xảy ra. Nói đi. Diệp Thần ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Lương Tuyết Nguyệt. Thật, thật không có sao. Lương Tuyết Nguyệt phát hiện Diệp Thần một mực mắt không chấp nhìn chằm chằm nàng. Diệp Thần, những người này quá hèn hạ. Giờ khắc này Kỳ Lâm chịu đựng không nổi, trực tiếp cầm nguyên nhân hậu quả nói ra. Chuyện này ta biết. Diệp Thần trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình gì, chỉ là sờ một cái Kỳ Lâm sợi tóc. Chuyện này cũng được đi, bây giờ cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn không tốt. Lương Tuyết Nguyệt vội vàng mở miệng khuyên can, nhưng mà nàng nhưng phát hiện Diệp Thần liều mạng đi tới ao nước bên cạnh. Hắn cả người trên mặt, không nhìn ra bất kỳ lửa giận, nhưng là rõ ràng Diệp Thần người đều biết. Bây giờ Diệp Thần, là thật nổi giận. Nếu như người khác tức giận mắng hắn, hắn có thể không quan tâm, nhưng là tuyệt đối không cho phép mắng Kỳ Lâm. Long có nghịch lân tiếp xúc hẳn phải chết. Hắn đáp ứng Kỳ Thư Thanh phải chiếu cố kỹ lưỡng Kỳ Lâm, tất nhiên muốn ở sau này hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem Kỳ Lâm giao cho Kỳ Thư Thanh. Lấy còn vậy 5 năm Côn Lôn hư tình. Ban đầu đuổi đi hai người bọn họ người, cho ta cút ra đây. Diệp Thần trong thanh âm mặt cũng xen lẫn linh khí, một câu nói để cho ở nước trong ao mặt người tu luyện, từng cái giật mình tỉnh lại. Tu luyện bị cắt đứt, từng cái nhìn Diệp Thần ánh mắt cũng đổi được không tốt. Diệp Thần ngươi muốn làm cái gì, chính giữa thì có ta, ngươi có thể làm ta thế nào? Giờ phút này một cái tánh khí nóng nảy hợp đạo cảnh tầng hai trời, tức giận Diệp Thần. Yêu thánh bí cảnh bên trong sự việc, hắn căn bản không biết, nếu không bây giờ đánh chết cũng không biết làm ra mặt chim. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần chỉ bất quá có chút thủ đoạn, dù cho đột phá hỗn nguyên cảnh thì như thế nào. Tại chỗ nhiều cường giả như vậy, cũng có thể trấn áp Diệp Thần. Rất tốt. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, trong tay hắn xuất hiện một chuôi hợp đạo thần khí. Tuế Nguyệt sát kiếm. Giờ khắc này. Diệp Thần không chút do dự bộc phát ra trong cơ thể sát ý, nâng lên kiếm trong tay. Một đạo kiếm quang bén nhọn, bỗng nhiên bây giờ liều chết xung phong đi. Đâm! Một kiếm mau đến mức tận cùng, để cho người căn bản không thấy rõ, chỉ nghe gặp phốc thông một tiếng. Mới vừa rồi ầm ỉ người, đầu đã đánh mất ở nước trong ao mặt, một cổ thi thể không đầu, ngay tức thì ngã xuống. T. Hợp đạo cảnh cường giả. Từng cái ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ Diệp Thần đã đạt tới ngược giết hợp đạo cảnh bước? Dù là hợp đạo cảnh ba tầng thiên cường giả, cũng không dám nói có thể trong nháy mắt giết tầng hai thiên. Toàn bộ tình cảnh lên yên lặng như tờ. Một đôi cặp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Còn có ai, đứng ra? Một câu nói, không ai dám mở miệng, mới vừa rồi Diệp Thần một kiếm, đã chứng minh mình thực lực. Làm sao? Dám làm không dám làm. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cầm Lương Tuyết Nguyệt kêu đến. Lương Tuyết Nguyệt nhìn một số người, bên trong đôi mắt bốc lên lửa giận. Nàng tự nhiên rõ ràng Diệp Thần cầm nàng kêu tới đây làm gì. Lương Tuyết Nguyệt tay chỉ một người hợp đạo cảnh ba tầng thiên cường giả. Không, không có ta, ta thật không phải cố ý. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn sợ, mới vừa rồi mọi người ầm ĩ. Hắn cũng không nhịn được nói mấy câu. Nếu là hắn một người mà nói, tự nhiên không dám hướng Lương Tuyết Nguyệt mở miệng. Dẫu sao Lương Tuyết Nguyệt thực lực, cũng ở đây hợp đạo cảnh tầng 5 thiên. Diệp Thần không nói gì, chỉ là đơn giản nâng lên kiếm trong tay, tay dậy kiếm rơi. Ban đầu ầm ĩ người, một cổ lạnh lẽo thấu xương, từ đầu đến chân,
đâm thấu bọn họ toàn thân. Một kiếm trong nháy mắt giết hợp đạo cảnh ba tầng thiên. Ai biết Diệp Thần sẽ hay không một kiếm trong nháy mắt giết hợp đạo cảnh tầng bốn thiên. Những thứ không biết, mới là kinh khủng nhất. Tiểu huynh đệ, kém không nhiều coi như xong đi. Một người tạo hóa cảnh lão độc xây đột nhiên mở miệng. Tạo hóa cảnh cường giả mở miệng, tất cả mọi người lấy là Diệp Thần sẽ dừng lại. Dẫu sao là một người tạo hóa cảnh, hơn nhiều ít ít một chút mặt mũi vẫn là cho. Tất cả mọi người hy vọng cường giả tạo hóa cảnh ra tay, trực tiếp bóp chết Diệp Thần. Ngươi là thứ gì, ta Diệp Thần chẳng lẽ muốn nghe ngươi không được? Diệp Thần những lời này, có thể nói là cuồng ngông cực kỳ. Mọi người thấy Diệp Thần ánh mắt cũng không giống nhau. Lúc này bọn họ mới nhớ, Diệp Thần là một cái người điên. Chỉ cần trêu chọc Diệp Thần, hắn làm việc căn bản không màn hậu quả, nếu không cũng sẽ không đem toàn bộ Tây vực nháo được lật trời đất phúc. Ngươi, cường giả tạo hóa cảnh, mặt đầy tức giận, vừa mới chuẩn bị phải ra tay giết chết Diệp Thần, ai biết hai người cường giả tạo hóa cảnh, nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần một xuất thủ, sợ rằng sẽ ngay tức thì ngăn lại. Trần lão ma, chuyện không liên quan ngươi tình, vẫn là được rồi. Hai người tạo hóa cảnh nhìn chằm chằm hắn, Trần lão ma dù cho trong lòng có oán khí, cũng chỉ có thể đè xuống. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Hắn dám như thế nói tự nhiên nhất định có sức. Những người này muốn mở ra mật thất nói, còn cần hắn. Làm sao có thể để cho Trần lão ma tiêu diệt hắn? Dù là Diệp Thần để cho tạo hóa cảnh giết chết những người này, chân mày cũng không biết nháy mắt một chút. Có thể tu luyện tới bọn họ loại này bước, trên tay người nào không có mấy ngàn mạng người. Làm Trần lão ma buông tha thời điểm, mọi người hoàn toàn tuyệt vọng. Cường giả tạo hóa cảnh không ra tay, ai có thể trấn áp Diệp Thần? Lương Tuyết Nguyệt từng cái chỉ ra, Diệp Thần cây bản không có chút do dự nào, một kiếm chém ra đi. Rất nhanh toàn bộ ao nước nhiễm thành màu đỏ như máu. Hết thảy giải quyết xong sau đó, Diệp Thần nhìn Kỳ Lâm các nàng tiến vào nước trong ao mặt. Lúc này lại vậy không có một người có ý kiến khác, Diệp Thần loại này cách giết, còn ai dám nói tiếp? Một lúc lâu sau, ao nước đã hoàn toàn không có độc khí, mọi người hâm mộ nhìn Kỳ Lâm. Tại chỗ bên trong, Kỳ Lâm tu vi thấp nhất, ai biết nàng lấy được chỗ tốt nhưng lớn nhất. Tiếp theo Diệp Thần tiếp tục mở mật thất ra, xuất hiện một ít bảo vật, mọi người đều bắt đầu điên cuồng tranh đoạt. Liên tiếp phá vỡ 5 cái mật thất, không khí chung quanh bên trong xen lẫn mùi máu tanh. Xuất hiện bảo vật càng ngày càng nhiều, dĩ nhiên là có tranh đấu. Giết hại ở khó tránh khỏi. Diệp Thần ta có một loại cảm giác, cái thứ 6 trong mật thất mặt, nhất định có độc quân truyền thừa. Lương Tuyết Nguyệt trên mặt kích động thần sắc, nàng và Kỳ Lâm vậy lấy được một ít độc xây bảo vật. Những bảo vật này, tự nhiên không ai dám đi tranh đoạt. Được. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, trực tiếp phá vỡ mật thất, một đám người ào ào vọt vào. Diệp Thần và Kỳ Lâm bọn họ 3 người, theo sau lưng. Vừa tiến vào trong mật thất mặt, Diệp Thần đầu tiên nhìn thấy là một cổ thi thể không đầu. Hắn thi thể tản ra kinh khủng hơi thở, ở bên cạnh, có một cái hoàn hảo thân xác, tràn ngập khí độc. Thiên độc thần quân. Trần lão ma bên trong đôi mắt lóe lên ánh sáng sáng chói, cái này thi thể tuyệt đối là thiên độc thần quân. Lương Tuyết Nguyệt trong mắt nước mắt phun trào, thiên độc thần quân, tương đương với nàng lão tổ. Ở mọi người khác biệt thời điểm. Thiên độc thần quân thi thể, lại một chút xíu đứng lên. Diệp Thần nhướng mày một cái, chẳng lẽ thiên độc thần quân cũng chết mà sống lại? Đây, chính là thần quân thú cưng, huyết nhãn cóc độc, muốn lấy được chủ nhân truyền thừa, lao ra độc trận là được. Ở mọi người khiếp sợ thời điểm, thiên độc thần quân thú cưng mở miệng nói. Giờ khắc này mọi người công khai, nguyên lai là một con yêu thú khống chế thiên độc thần quân thân thể. Liên quan tới thiên độc thần quân, bọn họ đại khái cũng có một ít biết rõ, biết có một cái thú cưỡi, chính là huyết nhãn cóc độc. Không nghĩ tới thiên độc thần quân tử vong, huyết nhãn cóc độc đến bây giờ còn sống. Huyết nhãn cóc độc khống chế độc quân thi thể, vung tay lên, bọn họ dưới lòng bàn chân, đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen hoa văn. Diệp Thần thấy đầu tiên nhìn, trực tiếp lui về phía sau. Kỳ Lâm, các ngươi hai cái hết thảy cẩn thận. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, trận pháp chuyển động lực, một đạo màu đen màn sáng bao phủ,
Bên trong sự việc, Diệp Thần không có biện pháp nhúng tay, hết thảy chỉ có thể dựa vào các nàng mình. Diệp Thần phát hiện huyết nhãn cóc độc cũng không có phản ứng hắn, đi tới thi thể không đầu trước mặt. Nếu như hắn đoán không sai, Thiên Độc Thần Quân khẳng định tu luyện qua huyết khí thập phương thuật, nếu không tuyệt đối không thể đi tới. Thi thể không đầu lúc còn sống thực lực cường đại bao nhiêu, Diệp Thần không biết, bất quá nhất định là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Huyết khí thập phương thuật, hắn đã hoàn toàn học biết. Diệp Thần nhìn kỹ xem, phát hiện thi thể không đầu bên trong bộ phận toàn bộ biến mất không gặp, chỉ còn lại một cái trống rỗng. Rốt cuộc là ai giết liền hắn? Loại thủ đoạn này chân thực quá tàn nhẫn, cầm người ta đầu chặt xuống, bên trong hết thảy toàn bộ đều móc sạch. Dù là giết người, cũng không cần làm loại chuyện này chứ. Diệp Thần nghiên cứu nửa giờ, phát hiện không thu hoạch được gì, quyết định chuẩn bị chờ đợi Kỳ Lâm các nàng đi ra. Đứa nhỏ, người lợi dụng huyết khí thập phương thuật, thử một chút. Huyết nhãn cóc độc thanh âm đột nhiên mở miệng. Diệp Thần không biết có tác dụng gì, bất quá sống vạn năm yêu thú, vậy chưa đến nỗi trêu chọc hắn. Tay hắn chỉ toát ra một cây tia máu, phát hiện tia máu lại không bị khống chế tiến vào thi thể không đầu bên trong. Ông! Thi thể không đầu truyền tới một hồi thanh âm, Diệp Thần không do dự nữa, từng cây một tia máu rung đi vào. Diệp Thần thấy, thi thể không đầu mạch máu bên trong, tràn đầy máu hắn tơ. Giờ khắc này, thi thể không đầu ngón tay nhẹ động một cái. Sống lại! Diệp Thần trợn to hai mắt, thiếu chút nữa không có bị hù dọa. Êm đẹp một cổ thi thể, đầu ngón tay lại có thể động. Đây chính là liền đầu lâu và tất cả nội tạng cũng không tồn tại. Diệp Thần chuyển vận tia máu, càng ngày càng nhiều, hắn cả người sắc mặt cũng đổi được tái nhợt. Sắc sắc, cũng không biết chuyển vận nhiều ít tia máu, thi thể không đầu một chút xíu đứng lên, đi tới Diệp Thần sau lưng, một hơi một tí. Tiền bối, đây là tình huống gì? Diệp Thần không hiểu nổi, không thể làm gì khác hơn là hỏi huyết nhãn cóc độc. Cái này cái thần thi tồn tại, chủ nhân cũng sớm đã phát hiện, chỉ bất quá lúc đó cuộc chiến đấu kia cũng không có dùng, hắn bây giờ có thể nghe lệnh ngươi làm. Huyết nhãn cóc độc mà nói, để cho Diệp Thần mừng rỡ, hắn vừa vặn không biết như thế nào đối phó tạo hóa cảnh. Bây giờ hoàn toàn chính là ngủ gật tới đưa gối. Diệp Thần dự định thời khắc nguy cơ ra tay, dẫu sao hắn lấy được huyết khí thập phương thuật, cũng coi là tiếp nhận thần thi truyền thừa. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần hướng huyết nhãn cóc độc hơi khom người. Không cần, ta cũng không muốn chủ nhân đời sau, chết ở chỗ này. Một câu nói, Diệp Thần hoàn toàn rõ ràng, huyết nhãn cóc độc mở miệng, hoàn toàn xem ở Lương Tuyết Nguyệt mặt mũi. Hắn chỉ huy thần thi tiếp tục nằm xuống, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Vào giờ khắc này, độc trận truyền tới một hồi tiếng vang. Oanh! Độc trận bể tan tành, một bóng người xuất hiện. Lương Tuyết Nguyệt ôm hôn mê Kỳ Lâm, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần vừa nhìn thấy Kỳ Lâm hôn mê, cả người lửa giận cũng sắp bộc phát ra. Kỳ Lâm thu được truyền thừa, nhưng là những người đó hèn hạ vô sỉ, lại âm thầm ra tay, bất quá Kỳ Lâm không có bị bao lớn tổn thương, chỉ là tạm thời đã hôn mê. Lương Tuyết Nguyệt sắc mặt cũng không phải quá tốt, hiển nhiên là bởi vì bảo vệ Kỳ Lâm. Lần này, nàng mặc dù không có lấy được truyền thừa, bất quá vậy bị một vài chỗ tốt. Hơn nữa bằng vào nàng và Kỳ Lâm quan hệ, Thiên Độc Thần Quân truyền thừa cho ai đều giống nhau. Đến lúc đó Kỳ Lâm khẳng định sẽ nói cho nàng. Được, ta biết. Diệp Thần đè nén xuống trong nội tâm lửa giận, những người này lại vì một mấy tư lợi, đối phó Kỳ Lâm. Truyền thừa kết thúc, cái này tiếp theo cái kia hợp đạo cảnh cường giả đi ra. Bọn họ sắc mặt dị thường khó khăn xem, lại bị một cái thần vương cảnh bé gái, lấy được truyền thừa. Bọn họ chỉ cảm thấy, những năm này tu luyện, cũng tu đến trên thân chó. Sỉ nhục à! Không sánh bằng Diệp Thần cũng được đi, bây giờ liền một cái bé gái cũng không sánh bằng. Hận không được tìm một khối đậu hũ đụng chết. Diệp Thần, giao ra trong tay người bé gái. Một người đứng đầu thần quân nổi giận đùng đùng mở miệng. Nếu truyền thừa không có lựa chọn bọn họ, chỉ có thể cưỡng ép cướp đoạt. Ba tên tạo hóa cảnh cường giả đi ra, cũng là một mặt bất thiện nhìn Diệp Thần. Thiên Độc Thần Quân truyền thừa, bọn họ nhất định phải đạt được.
8 tên đứng đầu thần quân và 3 tên cường giả tạo hóa cảnh, còn có 30 tên hợp đạo cảnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần, bây giờ chúng ta làm thế nào? Lương Tuyết Nguyệt một mặt lo lắng mở miệng, dưới tình huống này, nếu như không giao ra Kỷ Lâm mà nói, bọn họ cửu tử nhất sanh. Nàng rõ ràng Diệp Thần tính cách, làm sao có thể giao ra? Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Lương Tuyết Nguyệt bây giờ đã làm xong chuẩn bị chết trận. Yên tâm, hết thảy giao cho ta. Diệp Thần một bước bước ra, nhìn những cường giả này, không sợ hãi chút nào. Cơ duyên không thuộc về các ngươi, bây giờ muốn mạnh hơn lấy đoạt tiền. Một đám lão gia, thật là không biết xấu hổ. Một câu nói để cho những người này trên mặt đau rát đau. Cái gì gọi là cơ duyên? Người có duyên có. Kỷ Lâm có thể lấy được được, đó là nàng duyên phận. Bây giờ những người này không có duyên phận, muốn buộc hắn giao ra. Diệp Thần, ta khuyên ngươi, vẫn là giao ra cái này bé gái, nếu không không người có thể cứu ngươi. Trần Lão Ma đứng ra trực tiếp mở miệng, hắn cũng sớm đã xem Diệp Thần không vừa mắt. Nếu không phải cần Diệp Thần mở mật thất ra, làm sao sẽ cho nhịn đến bây giờ? Bây giờ Diệp Thần giá trị đã không còn, bọn họ tự nhiên không cần băn khoăn. Đúng, giao ra, Thiên Độc Thần Quân truyền thừa, một cái thần vương cảnh rác dưới, không xứng. Trần Lão Ma mở miệng, người khác lên tiếng phụ họa, tình cảnh nhất thời bây giờ náo nhiệt lên. Huyết Nhãn Cóc Độc ở Thiên Độc Thần Quân thân xác bên trong không nói câu nào, thật giống như ngầm thừa nhận hết thảy. Diệp Thần biết, mình không trông cậy nổi Huyết Nhãn Cóc Độc. Ha ha ha, một đám hèn hạ vô sỉ đồ, muốn ta giao ra, trừ phi từ ta trên thi thể bước qua đi. Nếu đã quyết định chủ ý, Diệp Thần không có ở đây nương tay, trong tay hợp đạo thần khí trực tiếp lấy ra. Kiếm ý phun ra, một cổ bất khuất chiến ý, điên cuồng tràn ngập ở bốn phía. Dù là đối mặt như thế nhiều cường giả, sợ gì cũng có. Diệp Thần cầm chặt hợp đạo thần khí, quỷ mị giống vậy bóng người trực tiếp xông lên đi giết. Một đạo chói mắt kiếm quang, tránh mù ánh mắt của mọi người. Đâm! Một kiếm hạ xuống, một người hợp đạo cảnh tầng 4 thiên võ giả, trực tiếp chết. Giết! Trần Lão Ma nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn quấn vòng quanh khí độc, điên cuồng xông tới. Tạo hóa cảnh tầng trời một hơi thở, áp chế Diệp Thần không thở nổi. Huyết khí thập phương thuật. Diệp Thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, giờ phút này thi thể không đầu đột nhiên bây giờ đứng lên. Làm thi thể không đầu đứng lên ngay tức thì, mọi người ánh mắt toàn bộ đều đờ đẫn. Thi thể này, chẳng lẽ còn sống? Không đầu thần thi hơi thở, để cho mọi người run sợ trong lòng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Lão Ma một mặt thần sắc khó xử, vốn là muốn xuất thủ, thấy thần thi lên ngay tức thì, trực tiếp lui về phía sau. Hắn có thể cảm giác được cái này thần thi tính nguy hiểm. Tuyệt đối so với Diệp Thần uy hiếp lớn hơn. Mấu chốt tiểu xúc sinh này vì sao có thể nắm trong tay Thiên Độc Thần Quân bên người vật. Bí cảnh ra. Một người vóc dáng cay thiếu nữ áo đỏ đang ở đi tới lui. Thiếu nữ chính là Huyền Nguyệt Tông Tử Ngưng. Tử Ngưng đưa đi Diệp Thần bằng hữu, vốn cho là đi tới ước định chi địa, Diệp Thần sẽ xuất hiện, sau đó cùng nàng cùng đi Huyền Nguyệt Tông hoàn thành thực tập. Nhưng mà, Diệp Thần tên này giống như nhân gian bốc hơi vậy. Căn bản tìm không tới. Cái này cũng nhiều ít ngày. Nàng thậm chí hoài nghi, Diệp Thần đã bị người âm thầm chu diệt. Cũng may, nàng ở vùng lân cận hỏi thăm, mới hoàn toàn bừng tỉnh. Yêu thánh bí cảnh mở. Sợ rằng cái này nhãi con đi chính là yêu thánh bí cảnh. Cái này Diệp Thần vậy thật là, bí cảnh khá hơn nữa, hắn một cái hỗn nguyên cảnh có thể bắt được chỗ tốt gì. Lần này liền tông môn sự việc cũng trì hoãn, Thương Dạ trưởng môn thấy Diệp Thần sợ rằng phải tức giận. Cái này nên làm thế nào cho phải? Tử Ngưng càng nghĩ càng không đúng, nàng không biết Diệp Thần ở bên trong rốt cuộc làm gì. Lấy Diệp Thần tính tình, sợ rằng lại ở bên trong đắc tội không ít người. Một giây kế tiếp, nàng không do dự nữa, một bước bước vào bí cảnh bên trong. Yêu thánh bí cảnh cấm chế đã mở ra, đã không có tu vi hạn chế, nàng tự nhiên có thể bước vào. Ngay tại Tử Ngưng rời đi không lâu sau, hai vị trên mình tản ra tiên vận ông già đi tới bí cảnh cổng vào.
Cái này hai người bên hông ngọc bài viết bốn chữ to vạn kiếm đế cung. Bọn họ chính là từ Huyền Nguyệt Tông đuổi đi tìm một chút Diệp Thần Thanh Kiếm Tiên Tôn và Băng Xương Kiếm Thần. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần tiến vào bí cảnh, hơi thở bị tạm thời che đậy, bọn họ đã sớm nên tìm tới nơi này. Cũng may, yêu thánh bí cảnh phong ấn giải trừ, Diệp Thần hơi thở lần nữa hiển lộ. Thanh kiếm, nếu như lại không tìm được Diệp Thần, chúng ta có thể phải đi về, vạn kiếm đế cung nguy cơ, thời gian kéo càng lâu, liền càng nguy hiểm. Băng xương kiếm thần mở miệng nói. Thanh kiếm tiên tôn gật đầu một cái, kiếm thần xin yên tâm, Diệp Thần nhất định ở bên trong, hơn nữa phong ấn đã giải trừ, sợ rằng yêu thánh bí cảnh truyền thừa đã bị người đạt được, hắn hẳn sẽ ra. Chúng ta chỉ phải ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi là được. Băng xương kiếm thần gật đầu một cái, hai tay chắp sau lưng, nhắm mắt lại, khí tức mờ ảo để cho rất nhiều cường giả sợ hãi. Ở mọi người bên trong, hắn băng xương kiếm thần thực lực đủ để nghiền ép hết thảy. Ở hắn trong mắt, tạo hóa cảnh cũng bất quá là con kiến hôi. Đây là kiếm thần. Những cái kia ở bên ngoài chờ đợi cường giả không dám nói một câu, rất sợ vị này cường giả mở mắt ra trực tiếp chu diệt bọn họ. Bọn họ thậm chí không dám đến gần băng xương kiếm thần và thanh kiếm tiên tôn. Bí cảnh bên trong, thiên độc thần quân truyền thừa chi địa. Trần lão ma nhìn không đầu chi thi xuất hiện, hơi lùi bước, lại là hận không được tìm một chỗ may trực tiếp chui vào. Quá mất mặt, bây giờ ai còn muốn cướp đoạt cơ duyên, đứng ra. Diệp thần đứng tại chỗ, giống như một tôn chiến thần. Không người nào có thể hám. Bây giờ ai dám cầm Diệp Thần làm một cái hỗn nguyên cảnh cường giả à? Diệp Thần thực lực kinh khủng, hơn nữa cái này không đầu thần thi, ai nếu như cái đầu tiên đứng ra? Hậu quả cực kỳ thảm trọng. Coi như có thể gây tổn thương cho liền Diệp Thần, bọn họ vậy nhất định sẽ trả ra giá cực lớn. Không đáng giá được. Mọi người ở đây, không có một người lại dám ra tay, chủ yếu không đầu thần thi bộc lộ ra ngoài hơi thở, quá mức khủng bố. Bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Rằng co chốc lát, một người tạo hóa cảnh nhất tầng thiên cường giả vẫn là không chống cự nổi thiên độc thần quân truyền thừa cám dỗ, mở miệng nói cổ thi thể này, chỉ bất quá hơi thở cường hãn mà thôi, mọi người không cần sợ, đồng loạt ra tay. Cường giả tạo hóa cảnh nói xong, đứng mũi chịu sào, tựa hồ muốn đưa đến một cái dẫn đầu tác dụng. Nhưng mà hắn bóng người xông tới, phía sau nhưng không có một người đi theo. Nói liếc. Mọi người cũng trước hết để cho hắn thăm dò một chút để, rốt cuộc có thể hay không đánh qua, xem tình huống nói sau. Tạo hóa cảnh lão ma vậy biết ý nghĩ của những người này, bất quá đã lao ra, không thể nào liếm một cái nét mặt già nua trở về đi. Tự tìm cái chết. Diệp thần chỉ huy không đầu thần thi, chỉ gặp bàn tay hắn một cái tát vỗ xuống. Tạo hóa cảnh lão ma bóng người trực tiếp bị giam cầm. Không đầu thần thi mặc dù thực lực chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng đây chính là ở thiên độc thần quân truyền thừa chi địa. Hắn lực lượng ở chỗ này gia trì, lại là vô hạn phóng đại. Nếu là ở bên ngoài, có thể không nhất định là đối thủ của đối phương. Nhưng là ở chỗ này, cái này cường giả tạo hóa cảnh vừa có thể như thế nào? Không. Một tiếng thê thảm gầm thét truyền tới, không đầu thần thi bàn tay trực tiếp rơi xuống. Kinh khủng lực lượng chấn động đến mức tận cùng. Cái đó tạo hóa cảnh giới cường giả tại chỗ bay ra ngoài. Một hớp đỏ bừng máu tươi khạc ra. Giờ khắc này, cả thế giới tựa như yên tĩnh đến mức tận cùng. Ai cũng không nghĩ ra, cường giả tạo hóa cảnh liền không đầu thần thi một cái tát cũng không ngăn nổi. Bởi vì sợ hãi, để cho bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới không đầu thần thi hơi thở ở suy giảm. Mới vừa rồi nhất kích. Cơ hồ là không đầu thần thi kết hợp cái này thiên độc thần quân truyền thừa lực lượng một kích mạnh nhất. Diệp thần phải làm chính là trấn nhiếp mọi người. Bây giờ rất rõ ràng, hiệu quả đạt tới. Chạy! Trong nháy mắt mọi người không do dự nữa, dưới tình huống này, ai không nhìn ra, Diệp thần có thể chỉ huy không đầu thần thi chính là vô địch tồn tại. Mọi người chạy mất dạng, Diệp thần cũng không có truy đuổi, dẫu sao Kỳ Lâm còn bị thương. Đi thôi! Diệp thần suy nghĩ một chút nơi này cũng không có lưu lại cần thiết, dẫu sao, Kỳ Lâm đã lấy được truyền thừa. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi lúc đó, một mực không nói gì huyết nhãn cóc độc lên tiếng. Thằng nhóc, vận mệnh ngươi, ta nhìn không thấu,
nhưng là ngươi trong ngực cái cô gái đó vận mệnh, ta biết. Ngươi thật tốt bảo vệ nàng. Nàng mạnh mẽ, một ngày kia, sẽ để cho linh võ đại lục rung động. Tiên thiên độc thể sẽ không tùy tùy tiện tiện lựa chọn người. Diệp thần ngẩn ra, nhìn một cái huyết nhãn cóc độc, nói cảm ơn. Huyết nhãn cóc độc không nói gì, nhắm mắt, tựa như biến thành một bức tượng đá. Ở mật thất bên ngoài, Trương Nguyên, Lý Phong, Vương Hải Lâm, ba người yên tĩnh chờ đợi. Lão đại, thật giống như có người đi ra. Lý Phong đột nhiên nói một tiếng, Trương Nguyên lập tức đứng lên, phát hiện một người đứng đầu thần quân bay ra ngoài. Trời ạ, tình huống gì, lão đại chúng ta chạy đi. Vương Hải Lâm hoàn toàn hốt hoảng, đứng đầu thần quân cũng chạy mất dạng, Diệp thần làm sao có thể còn sẽ ra. Lại đợi một chút. Trương Nguyên cắn răng một cái, quyết định chờ đợi một chút, bọn họ ở bên ngoài, thấy từng tên một hợp đạo cảnh cường giả, sắc mặt hốt hoảng, thật giống như gặp phải kinh khủng tồn tại. Oanh! Một người cường giả tạo hóa cảnh đột nhiên chạy đến, trên mặt và hợp đạo cảnh võ giả diễn cảm, không có bất kỳ khác biệt. Đại ca, đây là tình huống gì? Vương Hải Lâm hù được hai cái chân đều ở đây run run, đi vào chỉ có ba tên tạo hóa cảnh. Dù là cái khác tạo hóa cảnh lấy được truyền thừa, hắn cũng không cần một bộ hình dáng gặp quỷ chứ. Ngươi hỏi ta, lão tử nơi nào biết? Trương Nguyên một cái tát vỗ vào hắn trên đầu, trong nội tâm rung động vậy thiếu không đi nơi nào. Như vậy mà chuyện phát sinh kế tiếp tình, lại để cho bọn họ cả đời khó quên. Trong bóng tối đi ra mấy đạo thân ảnh, chính là Ôm Kỳ Lâm, Diệp Thần và Lương Tuyết Nguyệt các người. Quỷ dị chính là, Diệp Thần cũng không có chạy, mà là vô cùng rửng rưng. Mà những cái kia tạo hóa cảnh, hợp đạo cảnh cường giả nhìn Diệp Thần ánh mắt, nhưng là vô cùng sợ hãi. Chẳng lẽ, những người này chật vật chạy trốn? Sợ là Diệp Thần. Tên này không phải hỗn nguyên cảnh sao? Giờ khắc này, trong lòng ba người nhấc lên vạn trượng sóng biển, thậm chí liền Diệp Thần đi ra, cũng không dám nói một câu nói. Diệp Thần không để ý tới sẽ ba người, mà là đem Kỳ Lâm thận trọng để dưới đất, đưa ra một ngón tay điểm vào Kỳ Lâm trên ấn đường. Hắn vốn định dùng chân khí và linh lực để cho Kỳ Lâm mau chút tỉnh lại. Nhưng mà, làm hắn lực lượng tiến vào Kỳ Lâm thân thể, một cổ cực kỳ kinh khủng độc tính lại lan tràn. Đụng! Diệp Thần tay ngay tức thì tránh thoát, trong mắt lại là kinh hãi nhìn Kỳ Lâm. Hắn phát hiện Kỳ Lâm trong cơ thể thậm chí có một đạo cực kỳ kinh khủng lực lượng. Chẳng lẽ đây cũng là Kỳ Lâm ở Thiên Độc Thần Quân trong truyền thừa lấy được đồ? Diệp Thần nhìn về phía Lương Tuyết Nguyệt, người sau cũng là lắc lắc đầu nói, ta mặc dù vậy tiến vào truyền thừa bên trong, nhưng là có rất dài một đoạn thời gian, Thiên Độc Thần Quân chỉ và Kỳ Lâm trao đổi. Bọn họ bây giờ, ta không biết phát sinh cái gì. Không đúng, ta có cái địa phương nói sai rồi, Thiên Độc Thần Quân ban đầu đã trở thành ngàn độc sát thần, truyền thừa xa so tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Mà hết thảy các thứ này truyền thừa cũng đặt ở một cái trên người cô bé. Chính là Kỳ Lâm. Cùng Kỳ Lâm tỉnh lại, sợ rằng nàng thực lực sẽ chân chân thiết thiết trưởng thành tiếp. Thậm chí thời gian ngắn vượt xa ngươi. Cho nàng chút thời gian hấp thu những cái kia truyền thừa đi. Diệp Thần cảm thấy Lương Tuyết Nguyệt nói quả thật có đạo lý, liền đứng lên, hướng một phương hướng đi, đi thôi, bí cảnh cũng nên kết thúc. Ta còn cần đi Huyền Nguyệt Tông và Vạn Kiếm Đế Cung một chuyến. Nhưng là rất nhanh, Diệp Thần bước chân dừng lại, hắn con ngươi nhìn lướt qua xó xỉnh run sợ trong lòng ba người, nói thẳng các ngươi nếu là không có địa phương đi, liền gia nhập một cái kêu là sát tông tổ chức. Nói xong, Diệp Thần các người liền biến mất ở ba người tầm mắt bên trong. Mấy giờ sau đó, Diệp Thần bọn họ rốt cuộc đã tới sát tông địa bàn, phát hiện vốn là ngưng tụ 300 người. Trước mắt chỉ có hơn 100 người. Làm mọi người thấy Diệp Thần, vội vàng chào đón, nửa quỳ ở trước mặt hắn, mở miệng nói, thiếu chủ. Hoàng Long, người tới nói một chút, trước mắt tình huống gì? Hoàng Long đúng lúc là dưới tay hắn một người hợp đạo cảnh nhất tầng thiên cường giả. Đại nhân, từ yêu thánh truyền thừa mở sau đó, chúng ta một mực chờ đợi, chỉ bất quá nửa đường lại gặp phải yêu thú, chết thảm trọng. Đoạn này thời gian còn toát ra một số tự xưng huyết hồn tộc người, giết hại không thiếu. Linh võ đại lục nào có huyết hồn tộc, chúng ta chưa bao giờ nghe. Mấu chốt đám người kia thủ đoạn cực kỳ quỷ dị.
Diệp Thần con người hiện lên sắc bén, xem ra vậy mở ra lối đi, một số huyết hồn tộc đã đi ra rồi. Bất quá thực lực hẳn không tính là quá mạnh mẽ. Nếu không sát tông chỉ sợ sớm đã tiêu diệt. Dưới mắt, phòng ấn tháo ra, hắn không có biện pháp đóng cửa, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trước chỉnh đốn một ngày, ngày mai rời đi yêu thánh bí cảnh. Giờ phút này Diệp Thần mở miệng, cầm ra chữa thương đan dược, để cho bị thương đệ tử, mau sớm khôi phục thương thế. Bây giờ yêu thánh bí cảnh đã không thể lại tiếp tục đợi tiếp, bây giờ phong ấn tháo ra, không biết có nhiều ít huyết hồn tộc cường giả sẽ nhô ra. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, yêu thánh bí cảnh bên trong quy tắc đã hoàn toàn biến mất. Bọn họ không cần nửa ngày thời gian liền có thể rời đi. Lương Tuyết Nguyệt ôm Kỳ Lâm đi theo Diệp Thần bên người. Diệp Thần nhìn lướt qua Kỳ Lâm, biết nàng thời gian ngắn sẽ không tỉnh, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn chân thực không nghĩ ra, Kỳ Lâm tại sao phải liều mạng như vậy? Nàng đang ẩn núp trước cái gì? Từ ở Linh Võ Đại Lục thấy Kỳ Lâm, hắn luôn cảm giác Kỳ Lâm có chuyện gì gạt hắn. Trước kia ngây thơ hồn nhiên ít đi không thiếu, thay vào đó là một loại quỷ dị nặng nề. Phần này nặng nề và áp lực rốt cuộc là cái gì? Diệp Thần vậy không bắt buộc Kỳ Lâm nói ra. Nếu như Kỳ Lâm muốn, nhất định sẽ chọn nói cho hắn. Mọi người ở đây lập tức phải ra yêu thánh bí cảnh thời điểm, một cổ chấn thiên động địa thanh âm vang lên. Một giây kế tiếp, Diệp Thần chính là thấy trên bầu trời có nồng đậm huyết khí. Máu này khí tựa như tới từ địa ngục. Huyết hồn tộc, làm Diệp Thần tầm mắt thấy thanh âm và huyết khí nguồn, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, cũng là hơi chấn động một chút. Muốn rời khỏi yêu thánh bí cảnh chỉ có một lối ra, huyết hồn tộc cường giả hiển nhiên cũng biết. Đặc biệt để cho người trấn canh giữ ở chỗ này, đây rõ ràng là muốn cầm yêu thánh bí cảnh bên trong cường giả, một lần hành động tiêu diệt. Diệp Thần vung tay lên, để cho mọi người dừng lại, trước mặt huyết hồn tộc cường giả ít nhất có 100 người, còn có một người tạo hóa cảnh 3 tầng thiên cường giả trấn giữ. Bọn họ nếu như sông ngang đánh thẳng đã qua, sợ rằng trừ Diệp Thần không người có thể sống đi ra ngoài. Diệp Thần, nơi này huyết hồn tộc quá nhiều. Chỉ bằng vào chúng ta xông lên không đi ra, chỉ có thể cùng Tây vực thế lực cường giả cùng nhau. Lương Tuyết Nguyệt ở Diệp Thần cạnh vừa mở miệng, bây giờ loại chuyện này, chỉ bằng vào bất kỳ một nhà thế lực, không người có thể đi ra ngoài. Chúng ta trước tìm một chỗ bí mật đứng lên. Diệp Thần an bài thỏa đáng mọi người, màn đêm buông xuống, quyết định một người đi ra ngoài, hỏi dò một chút tình huống. Sát tông hết thảy, trực tiếp giao cho Lương Tuyết Nguyệt xử lý. Tây vực các thế lực lớn, nhất định xảy ra đi, sớm muộn có một ngày bọn họ cũng sẽ gặp. Diệp Thần thân ảnh quỷ mị, ở trong bụi cây rậm rạp đi, giống như đêm tối âm hồn, ngẩng đầu nhìn một mắt phía trước, phát hiện có 2 người huyết hồn tộc trú đóng. 2 người huyết hồn tộc thực lực cũng chỉ là hợp đạo cảnh tầng 4 trời, trước mắt hắn tự mình một người là có thể đối phó. Ở huyết hồn tộc bên trong, có thể thấy bị giết hại võ giả. Huyết hồn tộc một chút xíu hút võ giả máu tươi, tựa như nhân gian món ăn ngon như nhau. Diệp Thần núp ở lùm cây bên trong, trước mắt hắn chỉ có thể cùng lạc đàn huyết hồn tộc. Công phu không phụ người có lòng, chờ đợi nửa giờ, Diệp Thần rốt cuộc thấy một người huyết hồn tộc, sáng chói lắc lư đi ra, hiển nhiên uống rượu say. Huyết hồn tộc từng bước một đi tới lùm cây bên này, khoảng cách Diệp Thần vị trí càng ngày càng gần. Diệp Thần vào lúc này, tìm đúng thời cơ trực tiếp ra tay, điều động linh lực trong cơ thể, điên cuồng bộc phát ra, tát qua một cái. Một tát này trực tiếp vỗ vào huyết hồn tộc trên đầu mặt, cầm hắn chụp choáng váng. Diệp Thần bắt hắn lại cánh tay, xoay người rời đi, tìm được khoảng cách huyết hồn tộc 1000m địa phương, trực tiếp cầm hắn đánh thức. Tên này huyết hồn tộc thực lực không hề mạnh, chỉ có hợp đạo cảnh 3 tầng trời, thấy Diệp Thần đầu tiên nhìn. Lập tức rút ra một chuôi long lanh trong suốt chiến đao đi ra, một bộ hung hãn thần sắc. Diệp Thần mặt không cảm giác, một cái tát lên ở trên gò má của hắn mặt. Bót! Huyết hồn tộc kia cường giả hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người dám đối với hắn động thủ, một đôi huyết khí ánh mắt nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi lại dám động ta, ngươi có thể biết ta huyết hồn tộc lai lịch. Sớm muộn có một ngày phải đem các ngươi những thứ này hèn mọn con kiến hôi. Toàn bộ giết sạch. Ta khuyên ngươi mau thả ta, nếu không, ngươi sẽ chết.
ta Huyết Hàn Lâm không phải các ngươi loại này hèn mọn con kiến hôi có thể động. Huyết Hàn Lâm hoàn toàn không có sợ hãi. Diệp Thần nhìn một cái Huyết Hàn Lâm, cũng không biết từ đâu tới không bình thường, xem ra căn bản không có nhận rõ sở tình thế. Ta đây muốn xem ngươi xương cứng bao nhiêu. Diệp Thần khóe miệng cười lạnh một tiếng, móc ra một chuôi hợp đạo thần khí, một kiếm chém vào hắn phía trên bắp chân. Đâm! Huyết Hàn Lâm xương, sắc sắc một tiếng, trực tiếp gãy lìa, ở gãy lìa ngay tức thì, bộc phát ra một tiếng hét thảm. Thật may nơi này cách huyết hồn tộc đại bản doanh, có một đoạn khoảng cách, nếu không hắn tiếng kêu đã sớm hấp dẫn tới huyết hồn tộc cường giả cha xem. Diệp Thần cầm hợp đạo thần khí, một kiếm rơi xuống, không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, Huyết Hàn Lâm lại vậy không kiên trì nổi. Đừng đánh, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Vốn là Diệp Thần còn lấy là Huyết Hàn Lâm là một cái xương cứng, ai biết liền nửa giờ cũng không kiên trì nổi. Lần này huyết hồn tộc từ hư không lối đi tới đây bao nhiêu người, cường giả tạo hóa cảnh có mấy tên. Huyết Hàn Lâm khiếp đảm nhìn Diệp Thần một mắt, sau đó rất miễn cưỡng mở miệng nói, lần này dẫn đội là huyết hồn tộc, máu chấn động đại nhân, có tạo hóa cảnh 3 tầng thiên thực lực, đứng đầu thần quân cường giả tới 30 người, hợp đạo cảnh cường giả 1.000 người, hỗn nguyên cảnh 3.000 người. Nghe gặp Huyết Hàn Lâm mà nói, Diệp Thần cả người nhướng mày một cái, người tới so hắn tưởng tượng còn muốn hơn. Một người tạo hóa cảnh 3 tầng thiên cường giả, cũng đã đủ khó giải quyết, đứng đầu thần quân còn có 30 vị. Trước mắt yêu thánh bí cảnh bên trong đứng đầu thần quân, chỉ sợ cũng chỉ có hơn 10 vị mà thôi. Dù là đến lúc đó tụ họp các thế lực lớn cường giả, muốn xông tới cũng là tổn thất thảm trọng. Các ngươi vẫn là đầu dựa vào chúng ta huyết hồn tộc, đến lúc đó trở thành huyết hồn tộc con rối, tổng so chết đi mạnh. Huyết Hàn Lâm lời nói mới vừa rơi xuống, Diệp Thần một kiếm xoay ngược lại, trực tiếp hít đã qua. Bót! Cái này một kiếm hạ xuống, để cho Huyết Hàn Lâm cả người choáng váng chuyển hướng, mắt nổ đom đóm. Một cái tát cũng để cho Huyết Hàn Lâm hoàn toàn trung thực xuống, căn bản không dám lắm mồm. Diệp Thần âm thầm suy tính, đầu hàng trở thành con rối. Điều này sao có thể? Chỉ bất quá bọn họ sát tông chút thực lực này. Dù là cùng các thế lực lớn tới đây, cùng nhau xông tới, cuối cùng có thể sống sót, vậy còn dư lại không có mấy. Diệp Thần mắt nhìn Huyết Hàn Lâm, tiếp tục hỏi thăm một ít chuyện tình. Lần này hư không lối đi mở ra, máu chấn động và một nhóm người trước nhất tỉnh lại, trước nhất bước ra. Tiếp theo linh võ đại lục năng lượng tràn vào, phòng ấn cường giả sẽ lục tục tỉnh lại. Đối với Diệp Thần mà nói, đây là một cái tin xấu. Bọn họ đã không có thời gian tiếp tục hao tổn nữa. Trước mắt yêu thánh bí cảnh chính là chỗ nguy hiểm nhất, một khi tạo hóa cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ cường giả tới đây, có thể trong nháy mắt giết người bất kỳ. Đại nhân, người nếu như muốn rời đi, ta đây là có cái phương pháp. Lúc này Huyết Hàn Lâm mở miệng nói, hắn mặc dù là một không bình thường, bất quá cũng biết, trước mắt mạng nhỏ nắm ở Diệp Thần trong tay. Có thể không có thể sống tiếp. Còn muốn xem Diệp Thần ý nghĩa. Như ngươi thật sự có biện pháp, tha ngươi một mạng, vậy không có quan hệ. Một cái thực lực hèn mọn huyết hồn tộc, Diệp Thần tiện tay liền có thể tiêu diệt, căn bản không coi vào đâu. Chúng ta huyết hồn tộc có một cái bí thuật, có thể để cho ngươi ngắn ngủi có huyết hồn tộc hơi thở, nói không chừng có thể mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Huyết Hàn Lâm nói xong, Diệp Thần cũng không có mở miệng. Nếu như có thể ngụy trang thành huyết hồn tộc tiến vào lối ra, đích xác là một cái biện pháp. Chỉ bất quá đến lúc đó một khi bị phát hiện, bọn họ muốn từ huyết hồn tộc đại bản doanh bên trong chạy đi, căn bản không sẽ có bất kỳ cơ hội. Diệp Thần suy nghĩ nửa giờ, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định cầu giàu sang trong nguy hiểm. Bọn họ đã không có quá nhiều thời gian, vượt đợi một ngày, nguy hiểm vậy sẽ hơn một ngày. Cái này bí thuật có hay không tác dụng phụ? Có không có ở đây hạn chế. Đại nhân, bí thuật không có tác dụng phụ, chỉ bất quá có nửa canh giờ hạn chế. Huyết Hàn Lâm một mặt lấy lòng nói, còn như bán đứng huyết hồn tộc. Hắn bây giờ đã không có quá nhiều ý tưởng. Bây giờ trọng yếu nhất là bảo vệ hắn mình mạng nhỏ. Nửa giờ. Diệp Thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, chỉ có nửa giờ, thời gian có chút cấp bách, nếu như hết thảy thuận lợi, vậy đủ. Đại nhân. Bí thuật ở nơi này,
chính ngươi tra nhìn một chút. Huyết Hàn Lâm cũng biết sát ngôn quan sắc, vừa thấy Diệp Thần thần sắc cũng biết động lòng. Diệp Thần nhận lấy, nhỏ nhìn một cái công pháp, có phát hiện không bất kỳ vấn đề, tu luyện vậy đơn giản. Chỉ cần nửa ngày thời gian, là có thể nắm giữ. Đại nhân, người xem, nên nói không nên nói, ta đều nói cho ngươi, có thể hay không tha ta một cái mạng nhỏ. Diệp Thần không để ý tới sẽ Huyết Hàn Lâm, trực tiếp xoay người rời đi. Huyết Hàn Lâm gặp Diệp Thần lại có thể thật định bỏ qua cho hắn, thật dài thở ra một hơi, còn ngươi lại là do sợ hãi thay đổi là lạnh như băng. Hắn cho Diệp Thần công pháp không giả, nhưng là Diệp Thần cũng phải có mạng sống đi ra ngoài. Một khi hắn thông báo máu chấn động đại nhân, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thần bóng người biến mất đang lúc, một đạo ánh sáng thoáng qua. Lực lượng cuồng bạo rất miễn cưỡng bắn vào Huyết Hàn Lâm ấn đường. Huyết Hàn Lâm tròng mắt trợn to, đưa ngón tay ra trước Diệp Thần nói, ngươi lại có thể đổi ý. Xin lỗi, ta không thích lưu lại uy hiếp. Huống chi, ngươi cũng không có chết, ngươi trước là ta con rối, đối với ta còn hữu dụng. Diệp Thần mang hai tròng mắt trống rỗng Huyết Hàn Lâm đi tới sát tông địa phương ẩn núp. Diệp Thần, như thế nào, cha rõ sở không? Người này là... Lúc này Lương Tuyết Nguyệt đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, không chỉ là nàng, sát tông võ giả đều dùng ánh mắt mong chờ, nhìn chằm chằm hắn. Bây giờ Diệp Thần chính là sát tông người tâm phúc, chỉ cần Diệp Thần còn sống, sát tông vĩnh viễn cũng không biết tán. Tin tức ta đã tra rõ sở, dù là tụ họp các thế lực lớn, xông tới, cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng. Diệp Thần mà nói, để cho mọi người thần sắc cũng ảm đạm xuống. Mặc dù bọn họ tới yêu thánh bí cảnh bên trong, cũng sớm đã làm xong chết chuẩn bị. Nhưng mà có thể còn sống, ai hy vọng chết? Các ngươi cũng không cần tuyệt vọng, ta từ huyết hồn tộc nơi đó, đạt được một bản bí thuật, có thể ngắn ngủi có huyết hồn tộc hơi thở, chỉ bất quá có thời gian hạn chế, chỉ có nửa giờ, vận khí tốt, chúng ta cũng có thể vọt vào lối ra bên trong. Còn như bên người ta cái này, là chúng ta rời đi mấu chốt. Diệp Thần mà nói. Không thể nghi ngờ cho mọi người mang đến to lớn hy vọng, chỉ cần có thể có một đường sinh cơ, bỏ mặc như thế nào cũng phải thử một chút. Mọi người trước chỉnh đốn, cùng bọn họ thời điểm đại chiến, chúng ta lại xuất phát. Bây giờ có thể làm, chính là chờ đợi các thế lực lớn bùng nổ chiến tranh, bọn họ mới có cơ hội mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Diệp Thần bọn họ cái này một các loại, chính là một ngày thời gian. Ngày này, Tây vực thế lực ngưng tụ chung một chỗ. Quyết định xông ra. Bọn họ không chờ được, vậy dây dưa không dậy nổi. Giết! Các thế lực lớn tạo hóa cảnh, ngưng tụ chung một chỗ, quyết định xông lên đánh ra. Trong nháy mắt chiến tranh bùng nổ, thanh âm chém giết không ngừng, máu tươi nhỏ xuống đất, rất nhanh nhiễm thành màu đỏ như máu. Diệp Thần mọi người không có đi ra ngoài, tiếp tục ẩn núp. Bọn hắn bây giờ chỉ cần chờ đợi một cái thời cơ, chỉ cần thời cơ đủ. Bọn họ liền sẽ xông ra. Hai bên giao chiến một đoạn thời gian, hai bên đều có chết, bởi vì huyết hồn tộc bên này có tạo hóa cảnh ba tầng thiên cường giả. Tạm thời bây giờ, hai bên đánh cho thành một ngang tay, dẫu sao các thế lực lớn cường giả tạo hóa cảnh cũng có 5 cái. Mặc dù không có thể đánh bại tạo hóa cảnh ba tầng trời, bất quá cũng có thể kéo. Bên ngoài đánh khó bỏ khó phân, các thế lực lớn thứ nhất sóng cũng không có xông ra. Chỉ có thể lui về. Lúc này, Diệp Thần cơ hội sẽ đến. Bây giờ huyết hồn tộc bên kia kiểm kê thương vong, loạn thành một đoàn, mỗi một cái huyết hồn tộc cường giả đều đang bận rộn. Bây giờ đối với tại Diệp Thần mà nói, chính là tốt nhất cơ hội. Tất cả mọi người vận dụng bí thuật. Lúc này Diệp Thần trực tiếp mở miệng, không tới 3 phút, sát tông trên người mọi người có nồng đậm huyết khí. Và huyết hồn tộc cường giả không hai. Diệp Thần bên cạnh đi theo Huyết Hàn Lâm, chỉ cần Huyết Hàn Lâm dám mật báo mà nói, thời gian đầu tiên, là có thể đánh chết. Sát tông hơn 100 người, đi theo Diệp Thần và Huyết Hàn Lâm phía sau, nghênh ngang đi vào huyết hồn tộc nghỉ ngơi chi địa. Giờ phút này mọi người có thể thấy, một ít huyết hồn tộc đang hấp thu tây vực võ giả máu tươi. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Huyết hồn tộc bên này bận bịu vất vả, vậy không có quan tâm Diệp Thần bọn họ. Dọc theo đường đi Diệp Thần bọn họ cũng dị thường thuận lợi,
khoảng cách lối ra vậy chỉ còn lại không tới 500 mét. Lúc này, một người hợp đạo cảnh tầng 6 thiên huyết hồn tộc cường giả, đi tới Huyết Hàn Lâm bên người. Huyết Hàn Lâm, cái này hai ngày ngươi chạy đi đâu? Huyết Hàn Lâm nhìn một cái Diệp Thần, trên mặt toát ra một chút hoảng hốt thần sắc, cưỡng ép nhịn được trong nội tâm bất an, mở miệng cười nói, rất lớn người, cái này hai ngày. Huyết Hàn Lâm vẫn chưa nói hết, trước mắt huyết hồn tộc cường giả khoát tay chặn lại trực tiếp nói, ngươi mang những người này, đi bên ngoài trấn thủ. Nói không chừng những cái kia hèn mọn con kiến hôi sẽ đánh lén. Diệp Thần chân mày nhẹ nhíu một cái, bây giờ để cho bọn họ đi bên ngoài trấn thủ, sợ rằng sẽ trực tiếp bại lộ đang lúc mọi người tầm mắt. Huyết Hàn Lâm một mặt khổ sở nhìn một cái Diệp Thần. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện loại chuyện này, chẳng ai nghĩ tới. Bây giờ Diệp Thần đã không kịp do dự, đi tới Huyết Hàn Lâm trước người, một đấm oanh đánh ra. Oanh! Một đấm đi xuống, ở rất lớn người không có phòng bị dưới tình huống, trực tiếp để cho hắn người bị thương nặng, cả người cũng thoi thóp. Bây giờ cách lối ra, chỉ còn lại 500 mét, dù là bị phát hiện, bọn họ vậy có rất lớn cơ hội xông tới. Bên này thanh âm chiến đấu, trong nháy mắt đưa tới huyết hồn tộc chú ý. Bởi vì thời gian hạn chế, Diệp Thần bọn họ trên người huyết hồn tộc hơi thở, hoàn toàn biến mất. Khi bọn hắn khôi phục thời điểm, huyết hồn tộc bên này trong nháy mắt nổ tung nồi. Những thứ máu này hồn tộc bắt đầu điên cuồng bao vây mọi người, còn như Huyết Hàn Lâm cũng sớm đã sững sờ. Bây giờ Diệp Thần bọn họ bại lộ, dù là Huyết Hàn Lâm có thể sống sót, đến lúc đó truy xét xuống, tuyệt đối cũng sẽ chết. Bán đứng huyết hồn tộc có thể là tội chết. Hàn băng kiếm quyết. Diệp Thần tay cầm kiếm lạnh lẽo, một kiếm bộc phát ra kinh khủng hơi thở, mặt đất loáng thoáng xuất hiện vết rách. Hàn băng phép tắc lực lượng, điên cuồng tràn ra, huyết hồn tộc cường giả không nhịn được lui về phía sau hai bước. Diệp Thần bộc phát ra hơi thở, chân thực quá mức khủng bố. Một kiếm đóng băng vạn dặm. Oanh! Tay dậy kiếm rơi, cái này một kiếm hạ xuống, chỉ ít chém chết huyết hồn tộc trăm tên cường giả. Vây quanh mọi người xuất hiện một cái lỗ hổng, giờ phút này Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, đi! Cự ly 500 mét cũng không xa. Diệp Thần bọn họ chỉ cần 5 hơi thở thời gian liền đủ. Một hơi thở, hai tức, ba tức, khoảng cách lối ra càng ngày càng gần, giờ phút này ba cổ kinh khủng hơi thở, đột nhiên phóng tới. Diệp Thần cau mày, nửa bước vận may cấp bậc huyết hồn tộc cường giả ra mặt. Ta tới cản ở phía sau, các ngươi nhanh lên một chút rời đi. Giờ phút này Diệp Thần trực tiếp mở miệng, hắn bây giờ vậy không có ở đây tới do dự. Diệp Thần. Lương Tuyết Nguyệt nghiêng đầu nhìn một mắt Diệp Thần, muốn lưu lại. Diệp Thần một cước trực tiếp cầm ôm Kỷ Lâm Lương Tuyết Nguyệt đạp ra vào trong miệng mặt. Lục tục có người vọt vào lối ra bên trong, 100 người không hề nhiều, rất nhiều cũng vọt vào. Lúc này, ba tên nửa bước tạo hóa cường giả đã tới, hơi thở trực tiếp phong tỏa Diệp Thần. Diệp Thần móc ra 10 chuôi hỗn nguyên tiên khí và 2 chuôi hợp đạo thần khí. Trước mắt hắn có thể dựa vào. Cũng chỉ có ngàn binh bảo. Không đầu thần thi không có độc khí, rất khó phát huy toàn bộ lực lượng. Hèn mọn con kiến hôi, lại ngụy trang thành chúng ta huyết hồn tộc, không thể tha. Trong đó một người huyết hồn tộc nửa bước vận may cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay quơ múa đi ra ngoài. Kinh khủng hơi thở, để cho Diệp Thần cảm nhận được một cổ to lớn áp lực. Huyết hồn tộc cường giả cùng cảnh giới trên. Lại xa xa mạnh hơn bây giờ linh võ đại lục võ giả. Chẳng lẽ là huyết hồn tộc bí pháp? Tuế Nguyệt sát kiếm. Diệp Thần cắn răng một cái, quơ kiếm trong tay. Hắn bóng người đã bị khóa kín, muốn xông vào lối ra bên trong cơ hội quá mức mong manh. Hắn lúc này, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Một đạo hoa mỹ kiếm quang, khoảnh khắc bây giờ rơi xuống, nhưng là huyết hồn tộc nửa bước vận may cường giả, bắt đạo kiếm quang này trực tiếp bóp vỡ. Sau đó một đấm đánh vào Diệp Thần phía trên ngực. Một kích này lực lượng lại có thể vượt qua tạo hóa cảnh nhất tầng thiên. Thật là khủng khiếp. Diệp Thần cả người bóng người bay ra ngoài, một cái lộn, ổn định thân thể. Huyết hồn tộc thần hồn lực không cao, nhưng là duy chỉ có lực lượng phương diện này quá mức mạnh mẽ. Diệp Thần đã phát hiện càng ngày càng nhiều huyết hồn tộc, bắt đầu tạo thành một cái vòng vây. Hắn bây giờ đã tiến vào một cái tuyệt cảnh bên trong.
Diệp Thần nhịn đau đau, chật vật đứng lên, thời khắc này hắn phải tỉnh táo lại. Vượt hốt hoảng chết được vậy càng nhanh. Trước mắt hắn muốn đi vào trong lối đi, chỉ có đánh bại cái này ba tên nửa bước vận may cường giả. Mấu chốt cái này ba người lực lượng đến gần tạo hóa cảnh nhất tầng thiên à. Trước mắt hắn thực lực không làm được, chỉ bất quá lợi dụng ngàn binh bạo, nổ dư âm, có thể tạo thành nhất định hỗn loạn. Đây cũng là Diệp Thần duy nhất có thể xông vào lối ra bên trong cơ hội, hắn cũng chỉ có lần này cơ hội. Nếu như lần thứ hai mà nói, những thứ máu này hồn tộc cường giả nhất định sẽ có nơi cảnh giác. Nghĩ đến biện pháp, Diệp Thần ánh mắt nhìn ba tên nửa bước vận may cường giả, sau đó cầm hỗn nguyên tiên khí và hợp đạo thần khí, hướng bọn họ ném qua. Thấy một màn này, ba tên nửa bước vận may cường giả nhướng mày một cái, chẳng lẽ tên này hèn mọn con kiến hôi biết không trốn thoát, muốn dùng những binh khí này lấy lòng bọn họ. Cũng chính là huyết hồn tộc không biết Diệp Thần thủ đoạn, nếu để cho Tây vực võ giả thấy, cũng sớm đã chạy mất dạng. Ngàn binh bảo, Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, cũng chính là vào giờ khắc này, những cái kia hợp đạo thần khí và hỗn nguyên tiên khí, phát ra ông ông tiếng vang. Tình huống gì? Ba tên nửa bước vận may cường giả bây giờ cũng không có làm rõ ràng tình trạng, vẫn còn ở ngẩng đầu nhìn. Oanh! Trong nháy mắt, ngay tức thì nổ, ở phạm vi nổ bên trong, truyền tới không biết nhiều ít huyết hồn tộc cường giả kêu thảm thiết. Trong nháy mắt bể nát tay chân, ở hư không bên trong loạn bay. Diệp Thần không có chút do dự nào, xoay người muốn chạy trốn, bây giờ không chạy còn đợi lúc nào. Ba tên nửa bước vận may cường giả ứng phó không kịp, bị nổ được không nhẹ thương thế, chỉ bất quá đối với bọn họ mà nói, vậy không có gì đáng ngại. Bọn họ ba nửa bước vận may cường giả, mặt đầy tức giận, mặc dù không có sự việc, nhưng là bị một cái hỗn nguyên cảnh ba tầng thiên nổ bị thương, bọn họ mặt mũi như thế nào bắn. Sau này bị người khác biết, như thế nào ở huyết hồn tộc cường giả trước mặt ngẩng đầu lên. Nếu đã tới, cũng đừng nghĩ chạy. Ở Diệp Thần chuẩn bị bước vào xuất khẩu thời điểm, hư không bên trong truyền tới một đạo thanh âm lạnh lùng. Diệp Thần sắc mặt đại biến, vị kia tạo hóa cảnh ba tầng thiên cường giả, ra tay. Trong hư không, một đạo to lớn dấu tay, ầm ầm bây giờ rơi xuống, kinh khủng hơi thở, để cho Diệp Thần căn bản không có năng lực phản kháng. Phốc suy, bàn tay to lớn còn không có rơi vào Diệp Thần trên thân thể mặt, cũng đã cảm nhận được kinh khủng lực đạo. Diệp Thần trong miệng tràn ra máu loãng, đối mặt tạo hóa cảnh ba tầng thiên cường giả, căn bản không có năng lực chống đỡ. Chênh lệch quá xa. Đây là truyền tới một tiếng châu tiếng kêu, Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, Thiên Man Thanh Ngưu xuất hiện. Hống. Trong hư không truyền tới một tiếng giống giận, Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân vậy xuất hiện. Ai dám giết chủ nhân người thừa kế? Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng. Ngọn lửa trên người ngay tức thì bộc phát ra. Thiên Man Thanh Ngưu một móng đi xuống, bàn tay to lớn ấn, ngay tức thì biến mất. Các ngươi muốn làm gì, không nên quên ước định của chúng ta lúc trước. Lúc này hư không bên trong truyền tới thanh âm tức giận. Huyết hồn tộc bên này tạo hóa cảnh cường giả, đối với Thiên Man Thanh Ngưu bọn họ ngăn trở, rất là tức giận. Nếu không phải Thiên Man Thanh Ngưu thực lực, huyết hồn tộc cường giả đã sớm đem bọn họ hành hạ đến chết, cần gì phải còn cần gì ước định. Người giết ai cũng có thể, duy chỉ có không thể giết thiếu chủ. Giờ phút này Thiên Man Thanh Ngưu mở miệng, Diệp Thần lấy được yêu thánh truyền thừa, bọn họ nói một tiếng thiếu chủ, cũng không có bất kỳ tật xấu gì. Diệp Thần thật sâu thở ra một hơi, nếu Thiên Man Thanh Ngưu bọn họ tới, hắn cũng sẽ không lại có nguy hiểm gì. Trừ phi huyết hồn tộc bên này tạo hóa cảnh cường giả, muốn xé rách ra mặt. Nếu không tuyệt đối không thể nào ra tay. Thiên Man Thanh Ngưu và huyết hồn tộc cường giả nói chuyện với nhau một lát, cuối cùng hư không bên trong khí tức cường đại thối lui. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, huyết hồn tộc cường giả rõ ràng cho thấy thỏa hiệp, nếu không cũng sẽ không thối lui. Thiên Man Thanh Ngưu và Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân đi tới Diệp Thần trước mặt, hóa thành hai người ông già. Thiếu chủ, lúc này hai người ông già quỳ một chân xuống, cung kính nhìn Diệp Thần. Yêu thánh đã sớm lưu lại chăn chối, một khi chân chính lấy được truyền thừa, bọn họ liền cần phụ trợ người thừa kế. Hai vị tiền bối, nhanh lên một chút. Mặc dù Diệp Thần đại khái rõ ràng có ý gì,
bất quá hắn cũng không dám khinh thường. Dẫu sao cái này hai người yêu thú, đều là tạo hóa cảnh cường giả. Diệp Thần ở hai người tạo hóa cảnh yêu thú trước mặt, chỉ là một tiểu bối, mới vừa rồi nếu không phải bọn họ, bây giờ hắn chỉ sợ là một người chết. Thiếu chủ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trước hay là rời đi. Giờ phút này Thiên Man Thanh Ngưu đứng lên, mở miệng nói. Chung quanh huyết hồn tộc cũng sớm đã thối lui, bất quá ở bọn họ đại bản doanh bên trong, ai biết huyết hồn tộc cường giả sẽ không thay đổi tâm ý. Được. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, đi theo nhị lão đi vào lối ra bên trong. Hai ông cụ bóng người đã biến mất. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị bước vào lúc đó, một cổ cực hạn nguy hiểm tấn công tới. Hắn thần thức đảo qua, phát hiện sau lưng lại xuất hiện một đạo cuộn sạch vô số huyết khí ngút trời mũi tên. Ngút trời mũi tên tốc độ khủng bố đến mức tận cùng. Chớp mắt bây giờ sẽ đến Diệp Thần sau lưng. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới huyết hồn tộc kia cường giả lại sẽ đổi ý. Như vậy hèn hạ. Mấu chốt hết thảy các thứ này quá đột nhiên, Diệp Thần căn bản không phản ứng kịp. Hơn nữa, cái này ngút trời mũi tên lực lượng ở tạo hóa cảnh ba tầng thiên. Rất hiển nhiên, huyết hồn tộc kia máu chấn động muốn chu diệt mình. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, một đạo tiếng cười quyến rũ ở Diệp Thần vang lên bên tai, sư đệ, người thời gian quan niệm không được nha, sư tỷ đợi quá lâu. Một giây kế tiếp, Tử Ngưng xuất hiện ở Diệp Thần bên người, khẽ mỉm cười, vung tay lên. Vô số cánh hoa quấn quanh thân. Lại là hội tụ thành một cái to lớn hoa thuẫn. Đụng, ngút trời mũi tên và hoa thuẫn va chạm. Hai cổ cực hạn lực lượng để cho không khí chung quanh tựa như đều phải biến dạng. Rất nhanh, hết thảy tiêu tán. Hư không bên trong lại là truyền đến một đạo ồ thanh âm, huyết hồn tộc máu chấn động hiển nhiên không nghĩ tới, lại có cường giả muốn bảo vệ thằng nhóc này. Bất quá có phụ nữ kia ở đây, hắn hiển nhiên rất khó động Diệp Thần. Hừ, máu chấn động hừ lạnh một tiếng, vẫn là biến mất. Ở hắn trong mắt, một cái hỗn nguyên cảnh tiểu tử. Hiển nhiên lật không dậy nổi cái gì đợt sóng. Đến khi càng nhiều hơn huyết hồn tộc cường giả tỉnh lại, toàn bộ linh võ đại lục cũng sẽ trở thành là huyết hồn tộc địa ngục. Giờ phút này, Diệp Thần kinh ngạc vui mừng nhìn Tử Ngưng sư tỷ, hận không được hôn một cái. Tử Ngưng tới thật là kịp thời. Có phải hay không muốn nói sư tỷ tới kịp thời? Tử Ngưng phủ mị thanh âm vang lên. Diệp Thần ngẩn ra, vẫn gật đầu một cái. Tử Ngưng liếc một cái Diệp Thần, gắt giọng, người còn không biết xấu hổ nói, người lúc ấy đáp ứng ta mấy ngày liền giải quyết, người xem, bây giờ mấy ngày. Sợ rằng lần này hồi Huyền Nguyệt Tông, thương dạ trưởng môn muốn tức giận. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài trước đi, không thể trì hoãn nữa. Một giây kế tiếp, Tử Ngưng liền dẫn Diệp Thần trực tiếp rời đi. Nàng mặc dù chặn lại một kích kia, nhưng là chẳng biết tại sao. Nàng luôn cảm giác có kinh khủng hơn đồ tồn tại. Phải mau rời khỏi. Diệp Thần nhìn chung quanh, phát hiện hắn và Tử Ngưng sư tỷ đi tới một nơi vùng biển, giờ phút này bọn họ đang hải vực phía trên. Thiên Man Thanh Ngưu và Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân nhị lão cũng ẩn núp ở mình hơi thở. Dẫu sao nơi này không phải yêu thánh bí cảnh, ở bên ngoài vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Diệp Thần nhìn chung quanh, đột nhiên trong con ngươi mặt tràn đầy lửa giận. Hắn thấy Lương Tuyết Nguyệt và Kỳ Lâm mọi người, bị vô số võ giả vây hãm đứng lên. Giờ phút này Lương Tuyết Nguyệt hiển nhiên vậy thấy Diệp Thần, vội vàng mở miệng nói, đi mau. Ở Lương Tuyết Nguyệt các nàng bên cạnh, đều là các thế lực lớn võ giả. Vốn là Lương Tuyết Nguyệt các nàng từ lối ra bên trong đi ra, đã cho là an toàn, ai biết vừa ra tới, liền đụng phải các thế lực lớn võ giả. Lương Tuyết Nguyệt và Diệp Thần sớm đã có giao tình. Các thế lực lớn cũng sớm đã điều tra qua. Khi bọn hắn thấy Lương Tuyết Nguyệt mọi người thời điểm, không chút do dự đi ra ngoài, trực tiếp vây khốn các nàng. Diệp Thần cũng không có nghe Lương Tuyết Nguyệt mà nói, yêu thánh bí cảnh bên trong sự việc, bên ngoài những người này còn căn bản không biết. Lần này tới tiếp ứng, vậy không có quá nhiều cường giả, mạnh nhất cũng không quá một người tạo hóa cảnh tầng hai thiên. Tử Ngưng thấy trước mắt tình huống, cũng là phát hiện cái gì. Mở miệng nói, sư đệ, bạn ngươi chỉ sợ sẽ là cái cô gái đó đi, nàng xinh đẹp vẫn là sư tỷ xinh đẹp. Diệp Thần vẫn chưa trả lời,
Thiên Man Thanh Ngưu và Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân hóa thân ông già liền đi tới Diệp Thần trước mặt, chắp tay nói, thiếu chủ. Lời này vừa nói ra, vốn đang treo nụ cười Tử Ngưng sắc mặt có chút nhỏ thay đổi. Thiếu chủ, sư đệ của mình làm sao trở thành thiếu chủ? Mặc dù trước mặt hai người che đậy hơi thở, nhưng là Tử Ngưng vẫn là có thể cảm giác được một tia cảm giác quỷ dị. Cái này hai cái cụ già tuyệt đối là cường giả. Chí ít tạo hóa cảnh trên. Mấu chốt tạo hóa cảnh làm sao có thể đối với hỗn nguyên cảnh Diệp Thần thái độ như thế. Ngay tại lúc này, một đạo kinh khủng ý định giết người hướng Diệp Thần bắn tới. Ha ha, Diệp Thần, người cái tạp chủng rốt cuộc đi ra, ta lấy là ngươi muốn cả đời núp ở yêu thánh bí cảnh bên trong. Lúc này, một người ông già xông về hư không, nhìn Diệp Thần. Ông cụ này đúng lúc là hung ma cung tạo hóa cảnh tầng 2 thiên cường giả. Mặc dù Diệp Thần đi theo phía sau hai người ông già, hơn nữa bên người còn có một cái hơi thở cổ quái cô gái, hung ma cung cường giả vốn không có để ý. Dẫu sao hắn thực lực thấp hơn cái này mấy người, căn bản cha không xem được tu vi. Một cái hỗn nguyên cảnh Diệp Thần, có thủ hạ vẫn có thể đạt tới tạo hóa cảnh không được. Cho ngươi một phút thời gian, cút ngay, nếu không các ngươi toàn bộ đều cho ta lưu lại. Diệp Thần đưa ra một đầu ngón tay. Mặt không cảm giác mở miệng nói. Giờ phút này trong nội tâm của hắn mặt, đã lửa giận ngút trời, nếu không phải chiếu cố đến Lương Tuyết Nguyệt các nàng, cũng sớm đã bạo khởi giết người. Diệp Thần, ta xem ngươi bây giờ còn chưa có biết rõ tình thế, lão phu bây giờ một cái tay liền có thể trấn áp ngươi. Hung ma cung cường giả tâm tình thật tốt, vốn là muốn phải tiếp ứng các thế lực lớn, ai biết trực tiếp bắt được Diệp Thần. Lần này có hắn ra tay. Diệp Thần chắp cánh khó thoát. Không có biết rõ hình thế, chỉ sợ là ngươi. Diệp Thần khóe miệng toát ra một món giễu cợt nụ cười, ánh mắt nhìn một cái Ngưu lão. Thiên Man Thanh Ngưu nhẹ khẽ gật đầu, đứng ở Diệp Thần trước mặt, một trưởng quất tới. Bót! Một trưởng này, hung ma cung cường giả, căn bản tới không kịp né tránh. Thanh thúy tiếng vang, truyền khắp toàn bộ vùng biển. Chính là rác dưới. Cũng muốn giết thiếu chủ của chúng ta. Thiên Man Thanh Ngưu tiếng nói vừa dứt, sau đó một cái tay phù không lao xuống. Trực tiếp chấn áp hung ma cung cường giả. Tạo hóa cảnh ba tầng thiên chấn áp tầng hai trời, quá mức đơn giản. Huống chi Thiên Man Thanh Ngưu nhưng mà một đầu thượng cổ cự thú à, nếu như không phải là tu vi rơi xuống, hắn bây giờ thực lực có thể nghiền ép hết thảy. Cái này cũng quái hung ma cung cường giả khinh địch. Nếu không Thiên Man Thanh Ngưu sẽ không nhanh như vậy chân áp. Dẫu sao tạo hóa cảnh nhất tầng thiên, một ít thủ đoạn vẫn phải có. Hung ma cung cường giả, trực tiếp bị Thiên Man Thanh Ngưu chân áp, Ngưu lão một cái tay bóp hắn cổ. Không biết sống chết. Ngưu lão khinh thường hừ lạnh một tiếng, hung ma cung ông già trên mặt đau rát đau. Phía dưới như thế nhiều võ giả nhìn, hắn nét mặt già nua hoàn toàn cho mất hết. Sau này hắn như thế nào ở Tây vực cường giả trước mặt ngẩng đầu lên làm người. Về phần tại hạ mặt, các thế lực lớn võ giả, cũng sớm đã khiếp sợ. Lúc nào, Diệp Thần có trâu như vậy thủ hạ. Nghiền ép tạo hóa cảnh tầng hai thiên. Lão đầu này mẹ hắn rốt cuộc thực lực gì à? Diệp Thần bối cảnh bọn họ rất rõ ràng, bên người như thế nào có thể đủ đi theo cường giả tạo hóa cảnh. Diệp Thần, người muốn làm gì, người như giết ta. Hung ma cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này hung ma cung ông già mở miệng nói chuyện. Giờ khắc này, hắn ánh mắt lại có chút sợ hãi. Diệp Thần hung danh, có thể không phải là người ta tùy tiện dạy, mà là rất miễn cưỡng giết đi ra ngoài. Ma vương, đồ tể, chính là Diệp Thần tốt nhất đại danh từ. Ngươi cho rằng ta tha ngươi, hung ma cung liền sẽ bỏ qua cho ta. Huống chi ta cần hung ma cung tha. Diệp Thần bên trong đôi mắt phủ đầy sắc bén, coi như hung ma cung tha hắn, hắn vậy sẽ không bỏ qua hung ma cung. Ban đầu nợ, nhất định phải còn. Không chết không thôi thì như thế nào? Diệp Thần nhìn một cái Ngưu lão, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Giờ phút này Diệp Thần sát tâm nổi lên, bọn họ quyết định đối với Lương Tuyết Nguyệt thời điểm xuất thủ, liền phải cân nhắc tốt hậu quả. Không, không nên giết ta còn không muốn chết. Hung ma cung cường giả, trên mặt toát ra sợ hãi thần sắc, hắn còn có vô tận thọ nguyên, còn có lớn tốt thời gian, tại sao có thể chết ở chỗ này?
Ngưu lão bắt hung ma cùng ông lão cổ, ngón trỏ dùng sức, trực tiếp bóp gãy hắn sống. T. Đứng ở phía dưới võ giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, làm sao cũng không nghĩ tới. Một người tạo hóa cảnh cường giả, nói giết liền giết. Bị những người này bắt được sát tông mọi người, trong nội tâm tràn đầy rung động, bên trong đôi mắt tràn đầy kích động. Làm người cần phải làm Diệp Thần. Bọn họ võ giả vì cái gì? Không chính là sinh mạng nắm ở trong tay mình. Có thể một lời định cuộc sống khác chết. Ở bọn họ trong mắt, Diệp Thần chính là người như vậy, cường giả tạo hóa cảnh nói giết liền giết, căn bản đều không mang do dự. Ngưu lão, Lân lão, những thứ này phía dưới đối với ta có sát ý cường giả liền giao cho các ngươi, những người này không chừa một mống. Giờ phút này Diệp Thần sát tâm nổi lên, quyết định một cái vậy không buông tha. Bây giờ huyết hồn tộc cường giả, không biết lúc nào sẽ từ lối ra bên trong đi ra. Những người này lại vẫn suy nghĩ giết bọn họ. Ngưu lão bọn họ hai cái cường giả tạo hóa cảnh, xông tới giống như chó sói vào dê trong nhóm chat. Đứng đầu thần quân ở bọn họ trước mặt và con kiến hôi không có bất kỳ khác biệt. Diệp Thần tay cầm hợp đạo thần khí, trực tiếp xông lên đi giết, không có đứng đầu thần quân ra tay. Hắn không chút kiêng kỵ, căn bản không quan tâm. Quỷ mị giống vậy bóng người, đi tới Lương Tuyết Nguyệt trước mặt. Người trước đi giải cứu bọn họ, những người này giao cho ta. Lương Tuyết Nguyệt nhẹ quay đầu, xoay người đi giải cứu những thứ này sát tông đệ tử. Những người này ở đây Diệp Thần trước mặt, còn chưa đủ hắn một người tàn sát. Không tới 5 phút thời gian, không khí bên trong tràn ngập hơi thở máu tanh. Tất cả lớn nhỏ võ giả, toàn bộ bị tàn sát không còn một mống. Sát tông võ giả, nhìn Diệp Thần, một mặt kính sợ thần sắc. Đối với bọn họ mà nói, Diệp Thần chính là thần của bọn họ. Xa xa, Vạn Kiếm Đế cung Thanh Kiếm Tiên Tôn và Băng Xương Kiếm Thần một mực ở xó xỉnh lạnh lùng nhìn. Khi phát hiện Thiên Man Thanh Ngưu và Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân như thực lực này cường giả lại là Diệp Thần thủ hạ. Bọn họ trong lòng cũng rung động một phen. Tử Ngưng nhìn không thấu hai người, nhưng là Băng Xương Kiếm Thần có thể nhìn thấu à? Hắn một mắt liền nhận ra được cái này hai người là viễn cổ yêu thú phân thân. Hơn nữa nội tình cực kỳ khủng bố. Thanh kiếm, bây giờ, ta tin tưởng lời của ngươi, Diệp Thần nói không chừng thật có thể là cứu Vạn Kiếm Đế cung duy nhất người. Băng Xương Kiếm Thần mở miệng nói. Hắn phát hiện Diệp Thần trên người có quá nhiều bí mật. Coi như hắn thực lực vậy căn bản không nhìn thấu. Sợ rằng yêu thánh truyền thừa thật bị một cái hỗn nguyên cảnh tiểu tử lấy được. Nếu Diệp Thần đã đi ra, chúng ta cũng nên đi gặp hắn một chút. Có một số việc, hắn trốn không tránh được. Chúng ta vậy không chờ được. Ai, nhưng là trọng trách này đè ở Diệp Thần trên mình, ta không đành lòng à. Băng Xương Kiếm Thần và Thanh Kiếm Tiên Tôn nhìn nhau, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là hướng Diệp Thần đi tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 85.